chúng ta bắt đầu buổi học ngày hôm nay này. Đề số 09, đề Trung học phổ thông quốc gia năm 2018, mã đề 223. Cái đề này thì ta có này, ngay lập tức này, câu số 1 các bạn chú ý nhé. Nhớ là comment đáp án này và xem video livestream lại về tường. Thứ hai nữa là comment đáp án thật nhiệt tình vào nhé. Kim loại sắt không phản ứng với dung dịch nào? Câu số 1, kim loại sắt không phản ứng được với dung dịch nào? Mình gạch chân cái từ không nhé. Ở đây đề bài yêu cầu chúng ta là không phản ứng. Thì mình có này, sắt thì hoàn toàn tác dụng với HCl, đúng không? Sắt hoàn toàn tác dụng với HCl. Sắt cộng với được bạc cộng sắt đẩy được đồng, đúng không? Bởi vì bạc và đồng là hai kim loại yếu hơn sắt nên bị sắt đẩy ra khỏi dung dịch muối của nó. Vậy sắt chỉ không phản ứng với NaNO3 thôi, natri nitrat. Sắt không phản ứng với natri nitrat. Ok. Câu số 2, hợp chất nào sau đây có tính lưỡng tính? Thế thì cái tính lưỡng tính thì mình phải học về năm hydroxit lưỡng tính, đúng không? Chào bạn Mỹ Hạnh nhé. Mỹ Hạnh vào học ngay nhé. Thầy thấy rằng là các em, là chú thấy là các cháu đang rất là chăm học. Chú Minh rất là mong muốn tất cả các bạn chăm học cùng để vào đây học nhé. Đây là phần mà chữa đề mà lấy 7 cộng. Thế nên là những bạn nào học giỏi thì thấy chữa hơi chậm, thì các bạn là có thể ra ngoài để làm những công việc khác. Còn những bạn học kém, học dốt, chú Minh nhờ tất cả những cái bạn mà đang theo dõi cái livestream này có thể tác giúp chú Minh tất cả các bạn nào mà học kém, học đuối ở trên lớp vào đây nhé. Tính lưỡng tính này thì mình có này, NaOH chúng ta biết thừa nó là bazơ, đúng không? Bỏ. Được chưa? Tiếp tục KOH cũng là bazơ, bỏ. CrCl3 nó là muối, thực ra nó còn có tính axit, được chưa? Bỏ tiếp. Vậy thì ở đây mình có CrOH 3 lần là hydroxit lưỡng tính nhá. Đáp án đúng là đáp án D. Anh này với AlOH 3 lần đều là hydroxit lưỡng tính tiếp nhá. Mặc dù vậy nhưng mà chrome thì trong cái đề thi trung học phổ thông quốc gia năm 2020 đã bị bỏ. Được chưa? Còn đây là đề trung học phổ thông quốc gia năm 2018. Câu số 3. Trùng hợp. Hello, chào Công Đỗ Thanh. Công Đỗ Thanh muốn đăng ký khoa học nhưng mà check tin nhắn mãi không thấy tin nhắn của Công Đỗ Thanh nhá. Check tin nhắn mãi không thấy tin nhắn của Công Đỗ Thanh, không thấy luôn, thề luôn. Công Đỗ Thanh inbox cho thầy theo cái nick này này, nick vừa hello Vũ Tuấn Minh ấy. Trùng hợp propylene thu được polymer có tên gọi là, thế thì ở đây mình phải biết phương trình được propylene là gì. Đây propylene đây, CH3 này, CH nối đôi này, CH2, đúng không? Đây nhiệt độ này, áp suất này, xúc tác này, chúng ta phải hiểu về cái trùng hợp. Trùng hợp thì nó khác hẳn so với trùng ngưng nhá. Thì nó sẽ tạo thành là gì? Tạo thành CH này, CH2 này, tất cả N lần, được chưa? Đây CH3 ở dưới. Thì propylene mà trùng hợp thì thu được polypropylene nhá. Polypropylene. Ok chưa? Polypropylene, vậy thì đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án A nhá các cháu nhá. Đáp án đúng là đáp án A. Câu số 4. Chất nào sau đây tác dụng được với dung dịch AgNO3 trong NH3? Chúng ta phải hiểu là để tác dụng được với AgNO3 trong NH3 nó phải thỏa mãn một trong hai điều kiện sau, hoặc là có nhóm chó, hoặc là có nhóm HCOOR phải. Một trong hai cái là được. Được chưa? Thì đây là những cái câu này là những cái câu rất là dễ, chúng ta hoàn toàn có thể lấy lại được gốc ở những cái câu này. Và những cái bạn mà học giỏi theo dõi cái buổi livestream này thì nhớ là phải làm để mà mình không bị sai nhá. Bởi vì rất nhiều bạn học giỏi là bị sai chỗ này. Thế còn lại những bạn mà học kém chút thì chú ý nghe thầy giảng giải kỹ từng tí một để cho chúng ta hiểu được và chúng ta phần nào lấy lại được gốc, phần nào lấy lại được gốc thôi, để mà chúng ta có khả năng tự tin hơn trong cái việc mà chúng ta làm các bài thi, được chưa? Chống mất gốc mà nhá. Thế thì chất nào sau đây tác dụng được với dung dịch AgNO3 trong NH3? Thì mình có này, là thằng có nhóm chó hoặc thằng nhóm HCOR phải. Thế bây giờ mình có này, anh metan là CH4 thì không tác dụng được. Anh ethylen là CH2 nối đôi, CH2 là không tác dụng được. Các bạn comment đáp án thể xem nhé. Benzen là C6H6 càng không. Thế còn propin thì sao? Propin không có chó, không có HCOR vậy, nhưng nó có hiro linh động đính vào liên kết 3 nhá. Hiro linh động là hiro đính vào liên kết 3. Đây propin đây. Propin chúng ta viết lại ở đây, CH nối 3 C CH3. Đây nó có hiro linh động đính vào carbon chữ liên kết 3 nên nó phản ứng được với AgNO3 trong NH3. Đây là phần kiến thức lớp 11 nhé. Đây là phần kiến thức lớp 11 đấy. Thì trong các đề thi trung học phổ thông quốc gia 2018, 2019 thì đều có kiến thức lớp 11, và kể cả trong đề minh họa năm 2020 cũng có kiến thức lớp 11. Nên chúng ta phải tuyệt đối là để ý đến phần mà kiến thức lớp 11. Và năm nay chú Minh dự đoán là phần kiến thức lớp 11 sẽ có nhiều hơn so với các năm trước. Được chưa? Anh này là kết tủa màu vàng nhé các bạn nhé. Kết tủa màu vàng, vậy thì đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án D. Được chưa? Mình sang câu tiếp theo là câu số 5. Kim loại nào sau đây có nhiệt độ nóng chảy thấp nhất? Thì cái câu này là câu hỏi về phần kiến thức nhớ, đúng không? Thế thì chúng ta phải làm nhiều thì chúng ta mới nhớ được, chứ chúng ta làm ít thì chúng ta không tài nào mà nhớ được về phần này. Thế thì thằng kim loại có nhiệt độ nóng chảy thấp nhất thì nó ở điều kiện thường phải tồn tại ở trạng thái lỏng. Thằng natri là tồn tại trạng thái rắn.
thằng li ti là tồn tại trạng thái rắn, thằng kali là trạng thái rắn, riêng có thằng thủy ngân là tồn tại trạng thái lỏng, được chưa? Vậy kim loại có nhiệt độ nóng chảy thấp nhất là C, thủy ngân. Ok, mình sang câu tiếp theo, câu số 6 nhá. Ở đây chúng ta cố gắng là chăm học vào nhá, những bạn nào mà biết đáp án thì comment đáp án nhá. Và nhờ tất cả các bạn học giỏi đang theo dõi live stream này thì nhớ giúp chúng mình là add với lại tag các bạn học kém kém ở đây, bởi vì ở đây là chúng mình dạy lấy 7 cộng thôi, và để cho các bạn biết rằng là lấy 7 cộng nó rất là dễ nhá. Mình sang câu số 6 này. Cho vài giọt quỳ tím vào dung dịch NH3, lát quá thì thoát ra vào lại đi Tâm ơi. Cho vài giọt quỳ tím vào dung dịch NH3. Đây lại là một câu hỏi về kiến thức lớp 11. Chúng ta phải hiểu đây này này, bản chất của NH3. NH3 là một bazơ yếu nhá. NH3 là một bazơ yếu. Và bởi vì NH3 là một bazơ yếu, được chưa? Nên dẫn đến một điều là nếu mà vào quỳ, chúng ta phải phân biệt giữa quỳ nhá. Quỳ thì chuyển thành màu xanh. Còn lại quỳ tím thì chuyển thành màu xanh, còn lại phenol phtalin thì chuyển thành màu hồng. Ok chưa? Quỳ tím thì chuyển thành màu xanh, còn phenol phtalin thì chuyển thành màu hồng. Vậy đáp án đúng của chúng ta đây mất mất này. Đáp án đúng là đáp án D. Ok, màu hồng. Mình sang câu tiếp theo là câu số 7 nhá. Câu tiếp theo là câu số 7. Dung dịch chất nào sau đây hòa tan được canxi carbonate? Thế thì ở đây chúng ta phải nhìn được thằng canxi carbonate là gì đã. Thằng canxi carbonate ở đây của chúng ta nó là một thằng muối, đúng không? Thằng muối của gốc axit yếu thì thường hay bị axit mạnh đẩy ra. Ok, vậy thì hoàn toàn ở đây mình sẽ nhìn thấy thằng HCl này. Thằng HCl cho tác dụng với CaCO3 sao? HCl mà cộng với lại CaCO3 thì nó tạo thành gì? Thì nó tạo thành CaCl2 cộng với lại H2O cộng với lại CO2 bay lên. Vậy là hoàn toàn là nó tác dụng được, đúng không? Vậy thì tác dụng được, vậy thì đáp án đúng của chúng ta đó là đáp án A nhá các cháu nhá. Chúng mình chữa vậy có nhanh quá không các bạn? Nếu mà chúng mình mà chữa nhanh quá thì các bạn ới lên cái, xong các bạn bảo là nhanh quá ạ, thì để chúng mình chữa chậm lại để cho các cháu cùng theo dõi nhá. Ok, làm sao để so sánh được nhiệt độ sôi của các chất? Để so sánh nhiệt độ sôi của các chất thì thường thì dựa vào, nó tùy em nhá. Nếu mà về hữu cơ thì dựa vào phân tử khối với liên kết hydro, còn nếu mà vào vô cơ thì chúng ta chỉ cần nhớ thôi nhá. Thế còn KCl thì không tác dụng này, KNO3 không tác dụng này, NaCl thì không tác dụng. Ok, quỳ tím đúng rồi, quỳ tím, à sorry, đấy tôi chết, mắt lé. Đây, quỳ tím thì chuyển màu xanh, sorry nhá cả nhà nhá. Câu 6, quỳ tím chuyển màu xanh, mắt lé. Ok, cảm ơn cháu Nguyễn Khánh nhá. Cảm ơn cháu Nguyễn Khánh, thank you cháu. Câu số 8, hôm nay ốm mệt mỏi nhưng mà vẫn cố gắng live stream của các cháu, thế nên là giải sai khá là nhiều, kể cả trong lớp luyện đề lẫn trong lớp live VIP, hay là trong lớp live thường hay là off VIP đều bị giải sai đấy. Mấy hôm nay thì kiểu ốm ốm tí nên người nóng nóng tí, các cháu thông cảm nhá. Chúng ta sang câu số 8 này. Kim loại nào sau đây tác dụng được với dung dịch NaOH? Đây là dung dịch kiềm. Kiềm mà hòa tan được kim loại ấy, thì chúng ta có một số thằng sau không hòa tan được này. Thằng bạc là không tác dụng được với NaOH này. Thằng sắt cũng không thể tác dụng được với NaOH này. Thằng đồng cũng không thể tác dụng được với NaOH này. Vậy thì thằng mà tác dụng được với NaOH, cảm ơn Hoàng Long nhá, thank you. Đúng rồi. Vậy thì thằng phản ứng được với dung dịch NaOH là thằng gì? Thằng nhôm, đấy chứ. Thằng nhôm phản ứng được với NaOH, chúng ta có phương trình nhá. Nhôm này cộng với lại NaOH để tạo thành NaAlO2 cộng với lại H2, đấy chưa? Vậy là mình có là phản ứng mà tác dụng được với lại NaOH là thằng gì nhỉ? Nhôm. Ok. Câu số 9. Chất nào sau đây là muối axit? Câu số 9 đề bài hỏi chúng ta là chất nào sau đây là muối axit. Thế thì chúng ta phải nhớ nhá. Các cháu ơi, các cháu đang theo dõi video live stream nhớ tập trung vào học nhá. Cùng comment đáp án với chúng mình nhá. Đấy, chúng mình thấy là chúng mình rất là vui khi mà có rất nhiều bạn cùng comment đáp án với chúng mình. Và nhờ tất cả các bạn là tag giúp chúng mình là những cái bạn nào mà học kém hay là sợ hóa nhưng mà vẫn bị bắt buộc phải thi môn hóa vào trong video live stream này nhá. Câu số 9 này. Chất nào sau đây là muối axit? Không biết là chúng mình dạy như vậy có nhanh lắm không? Được chưa? À, corona này không, chúng mình tự cách ly ở nhà phải một tháng nữa rồi, suốt ngày chỉ có dạy live cho các cháu thôi. Đây là dạy live xong nói nhiều quá nên bị đau họng ạ. Cảm ơn Trần Minh Quân nhé, cảm ơn em. Ước thầy bị corona xong thầy bị đi cách ly thì ai dạy các em. Chúng ta có này, chất nào sau đây là muối axit? Chất nào sau đây là muối axit? Thế thì muối axit là muối mà còn hydro ở bên trong phân tử, được chưa? Vậy ở đây chúng ta có này, vậy ở đây chúng ta có cái thằng muối axit mà còn hydro ở bên trong phân tử ấy là thằng nào nhỉ? Đây nhìn nhé, COS4 là muối trung hòa, vứt. NH2CO3 cũng là muối trung hòa, vứt. NaNO3 cũng là muối trung hòa, vứt. Vậy muối axit là C bởi vì nó còn hydro ở trong các axit và có khả năng bị phân ly ra nhé. Câu số 9 là đáp án C. Bây giờ sang câu số 10 như chúng mình đã hứa thì tất cả các cháu nào mà comment đáp án câu số 10 nhé, và nằm trong 20 cháu đầu tiên
Được chưa? Nằm trong 20 cháu đầu tiên để chúng mình tặng quà. Xin phép các cháu là chúng mình dành ra khoảng độ tầm 3 phút để tặng quà cho 20 bạn comment đầu tiên. Đúng rồi, và trong 3 phút này thì cũng xin phép các cháu là chúng mình dành cho 3 phút quảng cáo một chút. Ok. Thì nhân tiện tại đây thì chúng mình có giới thiệu với các cháu là chúng mình có rất nhiều khóa học, trong đó con đang có hai khóa hot nhất là khóa bí kíp luyện đề, giải full 20 đề 40 câu trong đề thi Trung học phổ thông quốc gia nhá. Với lại đề thi thử chuẩn cấu trúc, với lại 5 đề chuẩn cấu trúc năm 2020 để cho các cháu có thể thi nhá. Để cho các cháu có thể thi. Các cháu nhớ điều kiện để nhận quà là bước 1 xe, ví dụ như Nguyễn Khánh thì là chưa có xe thì không có quà. Bước 1 xe, bước 2 comment đáp án nhá. Dũng Bùi này. Đấy, Dũng Bùi cũng chưa có xe, chưa có quà. Các cháu nhớ nhá, để tránh đây là mất mất hai bạn rồi đấy. Để tránh những cái việc mà chúng mình click vào thì vô thì các cháu nhớ là xe đây này, cháu này cũng chưa xe, Nguyễn Yến Nhi chưa xe. Nhớ bước 1 xe này, Đinh Thị Thu Thảo, Đinh Thị Thu Thảo khả năng cao sẽ xe. Đinh Thị Thu Thảo, đây Đinh Thị Thu Thảo xe rồi này, xe rồi có quà luôn. Đấy. Thì chúng mình hiện tại đang có khóa học hot nhất là khóa luyện đề, được chưa? Chữa full 20 đề nhá, trong đấy có 5 đề chuẩn cấu trúc bộ, được chưa? Đinh Thị Thu Trà giải full 40 câu. Nhiều cháu cứ hỏi là chú ơi tại sao mà chú không giải full 40 câu ở ngoài lai thường? Tại vì ngoài lai thường mà nếu mà giải full 40 câu thì đôi khi các cháu cũng chẳng học, và nhiều cháu cũng không cần thiết phải giải đến thế, các cháu chỉ cần giải lên mức 7 điểm thôi. Đúng không? Có rất nhiều cháu chỉ cần đến 7 điểm thôi. Thì chúng ta học lấy 10 điểm làm gì cho phí thời gian, đúng không? Cái những cái đấy thì chúng mình sẽ giải, bởi vì trong đấy có những cái skin rất là độc thì chúng mình dạy trong nhóm kín nhá. Đây bạn này bạn cũng share rồi, Nguyễn Thế Huy. Đấy. Ok. Thank you các cháu đã share video live stream của chúng mình. Đấy thực ra thì cái việc mà chúng mình tặng quà này cũng là bởi vì là thay một lần là chúng mình cảm ơn tất cả các cháu đã share video live stream của chúng mình thôi. Cảm ơn nhá, cảm ơn Nguyễn Thế Huy. Thứ hai là chúng mình có một cái khóa học nữa, đấy là cái khóa học live VIP. Khóa live VIP thì bây giờ là cháu nào muốn luyện bài tập ấy, thì có thể vào học live VIP, còn cháu nào muốn mất gốc thì học live thường. Nhá. Cháu nào muốn luyện bài tập thì vào học live VIP, còn cháu nào mà bị mất gốc thì vào học live thường với học full video là nắm được nhá. Nhưng cháu nào mà bị kém về mặt lý thuyết thì vào học full video, được chưa? Muốn luyện bài tập thì học live VIP, muốn luyện đề thì học khóa luyện đề. Đấy, như mỗi mỗi khóa của chúng mình đều như vậy. Cháu nào riêng có cháu nào muốn tổng ôn thì tổng ôn lại tất cả các cái chuyên đề từ lớp 11 này, lớp 12 này. Đấy, tất cả các chuyên đề trọng tâm của lớp 11, lớp 12 thì hoàn toàn có thể là vào học cái khóa là khóa tổng ôn nhá. Đấy, các cháu nhớ vậy. Ok. Đấy là xong một vài phút mà gọi là quảng cáo. Cảm ơn các cháu nhá đã nghe chúng mình quảng cáo. Ok. Bây giờ chúng mình sẽ chuyên tâm vào tặng quà cho các cháu. Từ nãy giờ tặng quà được nhiều rồi. Bạn là Nam Nguyễn, chúng mình nhìn thấy là cháu xe rồi nhưng mà không gửi được quà cho Nam Nguyễn. Nam Nguyễn inbox cho chúng mình nhá để nhận quà nhá. Mỹ Hạnh này, Mỹ Hạnh này. Ok này. Mỹ Hạnh này. Mỹ Hạnh xe rồi. Ok, gửi quà cho Mỹ Hạnh luôn. Gửi nốt bạn Mỹ Hạnh này, chúng ta lại quay trở lại chúng ta học. Ok. Cái bu chuỗi live stream luyện đề này là chúng mình muốn luyện đề để giúp cho tất cả các cháu đều có thể tiếp cận được với kiến thức chuẩn luôn. Ok. Nào mình có câu tiếp này, câu số 10. Công thức phân tử của ethanol này. Công thức phân tử của ethanol này. Đây, các cháu nhìn thấy là rất nhiều câu hỏi về kiến thức lớp 11 nhá. Ethanol thì chúng ta phải viết được công thức của nó là gì nhỉ? Ethanol thì mình phải viết được công thức của nó là gì? Là C2H5OH. Nhưng ở đây đề bài hỏi chúng ta là công thức phân tử nhá. Đề bài hỏi chúng ta công thức phân tử, vậy thì nó là gì? C2H6O. CH6O, vậy mình nhìn thì chỉ có đáp án C là đáp án đúng. Câu số 11. Fructose là một monosaccharide có nhiều trong mật ong. Câu số 11. Fructose là một loại monosaccharide. Hello, chào Lợi Phương. Lợi Phương hỏi là thầy ơi, cách so sánh nhiệt độ sôi của hữu cơ như nào? Thôi tranh thủ chúng mình nói cho Lợi Phương tí nhé. Cách so sánh nhiệt độ sôi các hợp chất hữu cơ này. So sánh nhiệt độ sôi hợp chất hữu cơ thì chúng ta so sánh xếp xếp vào bọn mà có liên kết hiđro trước, để cho ưu tiên bọn liên kết hiđro, sau đó mới đến phân tử khối. Có nghĩa là như thế này là bọn axit sẽ là bọn lớn nhất, cháu chỉ nhớ này thôi. Axit là lớn nhất, sau đến phenol, rồi đến ancol, được chưa? Rồi đến este. Đấy, cháu cứ nhớ như vậy là xong, được chưa? Đứa nào muốn thì lưu lại cái này ngay nhá. Hết bọn này thì bắt đầu ta xếp đến bọn phân tử khối, được chưa? Chống mất gốc được. Fructose là một loại monosaccharide nhá. Fructose là một file thì vẫn còn ở ngay trên cái ua của fanpage của chúng mình ấy. Cháu chỉ cần chấm là nhận được file luôn. Trong đây chúng mình cũng dặn là một số cháu cứ kêu là chấm không nhận được thì bởi vì là thế này nhá, các cháu nhớ chỉnh tuổi trên 18 để nhận được tài liệu này. Để nhận được tài liệu của fanpage chúng mình, rất nhiều bạn nhận được nhá. Để nhận được tài liệu xịn của fanpage, để nhận được tài liệu trên fanpage của chúng mình nhớ dặn các cháu luôn này. Nhớ rằng các cháu đang theo dõi video livestream này. Thứ nhất, nếu mà cháu chấm mà không nhận được ấy thì phải chỉnh lại tuổi. Bởi vì là Facebook không cho chú Minh gửi tin nhắn cho các cháu là lớn hơn 18 tuổi, được chưa?
Để mà nhận được nhiều thì nhớ là phải chỉnh tuổi trên 18, đấy là điều kiện tiên quyết. Thứ hai, chỉ cần lần đầu tiên thôi là xem trong mục là tin nhắn lọc nhá, hoặc là tin nhắn chờ, lôi cái đấy ra thì là một lần là sẽ được, các lần sau nó sẽ đều được. Ok, được chưa? Thế nhá, tiếp tục nhá. Fructose là một loại monosaccharide có nhiều trong mật ong. Fructose là một loại monosaccharide có nhiều trong mật ong, có vị ngọt sắc, và công thức phân tử của fructose là gì? Được chưa? Thì mình có này, công thức phân tử của fructose thì nó là fructose và glucose nhé. Fructose và glucose của chúng ta thì nó đều chung là một cái là như nào? Cả fruct và glu thì nó đều chung là đồng phân của nhau, nên nó đều có công thức phân tử là C6H12O6. Vì vậy nên là chúng ta chọn được đáp án đúng của chúng ta là đáp án A, C6H12O6 nhé. Các cháu nhớ nhé. Đấy, rất là dễ thôi. Rất là dễ thôi, nhưng mà có nhiều cháu là không có làm được cái phần này. Thế nên là rất là tiếc cho các cháu. Thế nên là chúng mình là rất là mong muốn là rất rất nhiều cháu đều có thể làm được những cái câu nó cực kỳ dễ thế này, để chúng ta không bị sợ môn hóa nữa và chúng ta chống liệt được bộ môn hóa nhé. Chúng mình rất là ước mong cho nhiều cháu không bị sợ hóa. Và các cháu chú ý này, Bách Khoa thì là có tổ chức thi riêng, còn lại thằng gì nhỉ, thằng Kinh tế Quốc dân thì có thể thi riêng hoặc là có thể là thi theo đề thi của bộ. Có nghĩa là ở đây chúng ta có này là Đại học Kinh tế Quốc dân nhé, Đại học Kinh tế Quốc dân này. Tiện đây chú Minh nói cho các cháu biết là Đại học Kinh tế Quốc dân là nếu mà bộ mà không tổ chức thi Trung học phổ thông quốc gia ấy, thì Đại học Kinh tế Quốc dân sẽ tự tổ chức thi, được chưa? Trên nền tảng là hóa vẫn là 100% trắc nghiệm. Thế thì kiểu gì thì các cháu muốn học các trường top 1 thì các cháu cũng đều phải làm sao? Cũng đều phải thi thôi, nên là tốt nhất bây giờ mình cứ học đi nhá. Câu 12, một trong những nguyên nhân có thể gây tử vong trong nhiều vụ cháy là do nhiễm độc khí X. Khi vào cơ thể, khí X kết hợp với hemoglobin làm giảm khả năng vận chuyển oxy của máu. Vậy khí X là, vậy khí X chỉ có thể là CO hay là carbon monoxit thôi. Câu 13, thực hiện thí nghiệm như hình vẽ bên. Hiện tượng xảy ra trong bình chứa dung dịch brom là, cái câu này là đã từng có bên trong cuốn sách 2000 câu trắc nghiệm của chúng mình rồi này. Các cháu nhìn này, được chưa? Đầu tiên là nước vào CaC2, vậy mình phải nắm được phương trình nhá. Mình có này, nước này mà cộng với lại CaC2 thì tạo thành CaOH2 lần, đúng không? Cộng với lại C2H2. Được chưa? Thế bây giờ là C2H2 tác dụng với brom. Thì các cháu ghi ý phương trình nhá. C2H2 là tác dụng brom thì tạo thành gì? C2H2 cộng với brom thì nó 2 brom để tạo thành C2H2Br4. Được chưa? Br4 thì brom chúng ta là màu nâu đỏ này. Phản ứng này là phản ứng giết chết hết brom, nên là dung dịch bị làm sao? Bị nhạt màu. Đáp án đúng là đáp án A, dung dịch bị nhạt màu. Đấy, bây giờ chúng ta sang một câu bài tập. Câu số 14. Câu bài tập câu số 14 đây. Câu số 14, dẫn khí CO dư. Câu số 14 này, dẫn khí CO dư đi qua ống sứ đựng 7,2 gam bột FeO. Chúng ta có này, số mol FeO bằng 7,2 chia cho 72 thì bằng 0,1. Được chưa? Đun nóng, đây cộng với CO đun nóng dư nhá, CO dư thì ta chỉ còn lại sắt thôi. Được chưa? Sắt cộng với lại CO2. Được chưa? Đúng tỷ lệ là tỷ lệ 1:1 hết. Vậy hoàn toàn chúng ta tìm được số mol CO2 chúng ta là bằng 0,1. Được chưa? Cho thằng CO2 này vào nước vô trong dư, vào trong thằng CaOH2 lần dư, thì ta thu được kết tủa là kết tủa CaCO3 m gam kết tủa. Vậy số mol đằng này là bằng 0,1. Vậy hoàn toàn đến đây chúng ta tìm được giá trị của m là 0,1 nhân với 100 thì bằng 10 gam các cháu nhé. Vậy ở đây này chúng ta thu được m gam kết tủa là 10 gam. Và mình cần viết phương trình thôi. Có những câu bài tập tính toán cực kỳ dễ, hoàn toàn các cháu đều có thể làm được. Đấy, thì đáp án đúng của chúng ta là đáp án 0,1 gam kết tủa. Ok. Thầy like như này còn nhiều không? Sao thầy like này còn nhiều không? Thầy không hiểu. Thầy sẽ like liên tục tối thứ hai, tối thứ ba, tối thứ tư, tối thứ năm, tối thứ sáu, tối thứ bảy, tối chủ nhật, tối nào cũng like nhá. Vì dịch Covid nên là các cháu thất học thì chú Minh sẽ like liên tục cho các cháu. Ok. Câu số 15. Câu số 15. Câu số 15 nhá. Cổ vũ tất cả các bạn nào mà comment liên tục xong rồi ủng hộ chú Minh nhá. Ở đây chúng ta không có donate, thế nên là các cháu ủng hộ chú Minh thì chú Minh sẽ ủng hộ lại các cháu rất là nhiều, sẽ like liên tục cho các cháu. Câu số 15 này, cho 15,6 gam hỗn hợp, cho 15,6 gam hỗn hợp X gồm nhôm và Al2O3 này. Tác dụng bên NaOH này, mấy cái này vẫn thi đấy nhá, tác dụng bên NaOH cái này vẫn thi đấy, bởi vì cái này là nhôm và Al2O3. Thực ra là ở bên trong cái đề minh họa cũng có một cái câu và Al2O3 tác dụng bên NaOH đấy nhá. Đấy chưa, các cháu đừng có dại dột mà bỏ qua là mẹ toi đấy nhá. Tác dụng bên NaOH thì thu được khí hydro, chúng ta tìm được luôn số mol khí hydro bằng 6,72. 6,72 mà chia cho 2,4 thì bằng 0,3 mol. Được chưa? Thế thì mình có cái phương trình như này, mình hoặc đi mình đi bảo toàn E thì Al2O3 thì không sinh ra hydro.
Được chưa? Thế thì chỉ có nhôm sinh ra hydro thôi. Mình viết lại cái phương trình này. Nhôm này cộng với lại NaOH để tạo thành NaAlO2 cộng với lại 3/2 hydro. Được chưa? Đây là cộng với 3/2 hydro nhá. Cân bằng phương trình. Được chưa? Cân bằng phương trình thì đây là 2, đây là 2. Được chưa? Sorry. À nhầm. À, thằng này là 2, thằng này là 2, thằng này là 2. Không được. O2. Không được. Đây đây, một thằng nhôm sinh ra một thằng. Được chưa? Thì sinh ra 3/2 đúng rồi. 3/2 hydro. Chỗ này cộng với nước nữa. H2O nữa. Thì mình có là số mol của hydro ở đây bằng 0,3. Thì hoàn toàn chúng ta suy ngược lại được số mol của nhôm là 0,3 nhân 1 chia cho 3/2. Được chưa? Thế là 0,3 chia cho 1,5 thì nó bằng là 0,2. Vậy mình tìm được số mol nhôm của mình là bằng 0,2 các cháu nhé. Số mol nhôm của chúng ta là bằng 0,2. Ok chưa? Số mol nhôm của chúng ta. Mai Linh vào đây học ké à? Mai Linh vào đây học ké là chú thu học phí đấy nha. Mai Linh nhá. Vậy ở đây này chúng ta có này, số mol nhôm là 0,2 này. Số mol nhôm là 0,2, vậy hoàn toàn đến đây mình tìm được lại được là số mol của Al2O3 là 15,6 trừ đi 0,2 nhân 27 bằng 10,2 chia cho 102 thì số mol Al2O3 chúng ta bằng 0,1. Bằng 0,1. Vậy đề bài hỏi khối lượng của Al2O3 thì mình có 15,6 trừ 0,2. Được chưa? Thì bằng 10,2 gram rồi. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án D nhá. Dùng bảo toán nghe được. Dùng bảo toán nghe được nhá, Lợi Phượng. Dùng bảo toán nghe được. Câu 16. Cặp chất nào sau đây cùng tồn tại trong một dung dịch? Câu 16 đề bài hỏi chúng ta là cặp chất nào sau đây cùng tồn tại được trong một dung dịch? Chúng ta cùng giải nhé. Cùng tồn tại trong một dung dịch là nó không phản ứng với nhau đấy, tương đương với việc câu hỏi là trong những cái chất sau đây, những chất nào sau đây không phản ứng được với nhau. Được chưa? Những chất nào không phản ứng với nhau thì mình có này, NaCl thì không ăn được với lại thằng AlCl3, vậy là hai thằng này cùng tồn tại trong một dung dịch rồi. Đáp án đúng đáp án A. Thế còn đáp án B thì sao? Đáp án B này, NaOH cộng với lại MgSO4 thì chúng mình giải cho các cháu hiểu nhé. Bản chất của phản ứng xảy ra trong dung dịch nó là phản ứng giữa các ion với nhau. Được chưa? Vậy thằng NaOH cung cấp OH trừ này, MgS4 cho Mg2 cộng, vậy bản chất nó là OH trừ cộng với lại Mg2 cộng nhé, để tạo thành MgOH 2 lần. Ok, kết tủa màu trắng nhá. Tiếp tục này, thằng K2CO3 thì cho ta CO32 trừ, thằng HNO3 cho ta H cộng, vậy bản chất là CO32 trừ cộng với H cộng để tạo thành H2O cộng với lại CO2. Được chưa? Vậy là cũng phản ứng với nhau nhé. NH4 và KOH thì nó cho ta ion NH4 cộng và ion OH trừ, vậy phản ứng là NH4 cộng cộng với lại OH trừ để tạo thành NH3 cộng với lại H2O nhé. Ok chưa? Vậy thì đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án gì? A. Ok, đáp án đúng chúng ta là đáp án A. Câu số 17. Câu số 17 cho các dung dịch, cho các dung dịch số dung dịch làm đổi màu phenol phthalein là, cho các dung dịch số các dung dịch làm đổi màu phenol phthalein là. Đấy, thế ở đây đề bài yêu cầu chúng ta là những thằng nào làm đổi màu phenol phthalein. Ok, cảm ơn Nguyễn Yến Nhi nhé. Bây giờ kéo xuống, thầy thấy hôm nay là các bạn comment không nhiệt tình cho lắm nhỉ. Các bạn không biết là đang chú ý cái gì. Muốn làm bài tập khủng thì chúng ta phải comment đáp án để chúng ta biết được là việc là mình làm đúng hay làm sai nhá. Nhớ đấy, để hôm nay chúng ta học nhiệt nhiệt lên một tí. Ok. Mình có này, câu số 17 này. Câu số 7 cho các dung dịch này, số dung dịch làm đổi màu phenol và phthalein. Thì mình lưu ý điều kiện để làm đổi màu phenol và phthalein là tất cả những thằng có tính kiềm nhá. Thế rồi, đấy, tốt, nói phát là được ngay, quý thế không biết. Được chưa? Anilin thì không làm đổi màu quý. Cũng không làm đổi màu phenol và phthalein, được chưa? Anh này là metinamin, đúng không? Nó có nhóm NH2. Nó là bazơ mạnh nhá, đổi màu phenol và phthalein trở thành màu hồng. Anh này là gì? Anh này là lysin, nhìn này, hai nhóm NH2 nhá, hai nhóm NH2, một nhóm COH, số nhóm NH2 lớn hơn số nhóm COH, vậy thì nó có tính kiềm bazơ. Vậy làm đổi màu phenol và phthalein. Cháu này là glycine, có một nhóm. Thầy đang giải sách, có bạn Nguyễn Hằng hỏi là thầy đang giải sách gì đây? Đây là thầy đang giải cái cuốn sách là 15 đề thi mức độ 6-7 điểm của thầy nhá. Cuốn sách này thì vừa có đề mà lại đằng sau lại có cả giải chi tiết. Đây, nhưng mà thầy biết rằng là có rất nhiều, có cả đáp án luôn. Nhưng mà thầy biết rằng là có rất nhiều cái đứa mà học thầy ấy, có rất nhiều bạn học thầy ấy, nhưng mà nó lười học ấy, nên là nó không có xem giải mà nó cũng chẳng thèm làm đề. Thế nên là thầy phải livestream này để cho chúng nó biết nhá. Bạn nào mà muốn đăng ký sách nhá, đăng ký mua sách thì đăng ký sách và khóa học thì in bê chú đây, chú ghim cái này lên đây cho những bạn nào mà muốn đăng ký sách. Đấy, có rất nhiều bạn đang theo dõi trong này là đã có cái cuốn sách của chúng mình, thấy chưa? Ở đây mình có này, vậy thì mình có là thằng metinamin với thằng lysin thì làm đổi màu thành màu phen
màu phenol thành màu hồng. Đáp án đúng là đáp án C. Ok, câu số 18 này. Câu số 18 chuẩn bị đến được mốc 5 điểm rồi. Câu số 18 nhá. Đấy, mốc 5 điểm là mốc mà rất nhiều bạn mong muốn tạo thành. Chúng mình cũng biết nhá. Nhiều bạn thì học hóa chỉ để thi thôi. Mục tiêu cũng chỉ để điểm qua liệt thôi. Thế nên là chúng mình đang thực hiện cái chuỗi livestream để giúp các cháu. Câu 18 này, thủy phân STX trong dung dịch axit thì thu được CH3COH và CH3OH. Vậy thì có nghĩa là để thủy phân thu được hai này thì nó phải được tạo từ hai thằng này. Vậy thì chắc chắn thằng X của chúng ta nhìn nhá. Thằng HCOCH5 này thủy phân tạo thành HCOOH toa, đúng không? Thằng này thì thủy phân tạo thành CH3COH được, nhưng mà chỗ này tạo thành C2H5OH cơ. Toang nốt, toang thằng nít. Anh này thì thủy phân tạo thành CH5COOH, không phải là CH3OH toang. Vậy bây giờ chỉ có thể là đáp án D. Nhìn đáp án D nhé. Thủy phân trong môi trường nước này, chú ý là trong môi trường axit thì là H cộng này, để tạo thành CH3COOH cộng với lại CH3OH, được chưa? Vậy đáp án đúng là đáp án D nhá. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án D. Hello, chào Nguyễn Nhật Thảo, trang số 106 em nhé. Trang số 106, đề số 09. Đề số 09, trang số 106 nhá. Đề 09, trang 106. Câu 19 nào. Câu 19. Câu 19. À đấy, đúng rồi, Đặng Bích Trâm biết luôn này. Câu 19, cho 15 gam hỗn hợp 2 amin đơn chức. Đấy, cho 15 gam. Lưu ý ở đây là đề bài cho chúng ta là 2 amin đơn chức nhá. 2 amin đơn chức thì đều có ký hiệu RNH2. Khối lượng là 15 gam. Được chưa? Tác dụng vừa đủ với V ml dung dịch HCl. Chú ý ở đây yêu cầu HCl là vừa đủ. Thu được dung dịch chứa muối. Muối ở đây là 23,76. Vậy hoàn toàn nhìn vào đây mình nghĩ ngay đến việc là đi bảo toàn khối lượng. Mình có 15 cộng với lại khối lượng của HCl thì bằng 23,76. Vậy hoàn toàn đến đây chúng ta tìm được khối lượng của HCl các em nhé. 23,76 này trừ đi này 15 này bằng này 8,76, được chưa? 8,76 chia cho 36,5 là mình tìm được số mol HCl này bằng 0,24 mol. Vậy số mol HCl ở đây bằng 0,24 mol thì hoàn toàn mình tìm ra được V. Thì mình lấy 0,24 chia cho 0,75 là ra được. 0,24 chia 0,75 là ra được V luôn, bằng 0,32, được chưa? Đây nhá, bằng 0,32. 0,32 lít, 0,32 lít thì tương ứng với việc là 320 ml. Đáp án đúng là đáp án A. À, ok. Nào, mình lại sang tiếp nhá, đến câu 20 này. Câu 20 như chú Minh đã hứa là những cháu nào mà comment đáp án câu 20 chú Minh lại xin phép tặng quà cho 20 cháu nhanh nhất, đúng không? 20 cháu nào nhanh nhất comment đáp án câu 20 và share video livestream này lại về tường chú Minh sẽ tặng quà cho cháu đấy. Và chú Minh đang chờ đợi những cái cháu nào mà comment đáp án câu 20 đầu tiên. Đấy, chú Minh đã hứa rồi, hứa là làm. Việt Nam nói là làm, đúng không? Những cháu nào mà comment xong share, đây nhìn thấy bạn Nguyễn Vinh rồi. Nguyễn Vinh. Nguyễn Vinh top fan luôn. Gửi quà cho Nguyễn Vinh. Nguyễn Vinh, nhưng mà Nguyễn Vinh chưa xe, Nguyễn Vinh chưa xe thì làm gì có quà em ơi. Nhớ bước 1 xe, bước 2 comment đáp án nhá. Nguyễn Vinh chưa xe rồi. Hoặc có thể Nguyễn Vinh xe nhưng chưa bật public, chưa bật topic đời. Cháu này là cháu Lưu Thị Phương Thảo cũng chưa xe, chưa xe thì chưa có quà. Lợi Phượng xe chưa? Lợi Phượng xe chưa? Lợi Phượng xe rồi là có quà. Đây Lợi Phượng xe rồi có quà luôn. Gửi quà cho Lợi Phượng luôn. Đấy, gửi quà cho Lợi Phượng còn chưa bao giờ được nhận được quà, chắc hôm nay buổi học live đầu tiên của chúng mình. Lợi Phượng này. Lợi Phượng có một món quà rồi, phát về rồi. Nguyễn Khánh này, Nguyễn Khánh xe chưa? Bước 1 xe nhá, bước 2 comment đáp án. Đừng có, đấy, không, đấy. Ví dụ thằng Nguyễn Khánh này chỉ comment đáp án, chưa kịp xe là thôi toang rồi. Hoàng Long này, Hoàng Long xe chưa này? Hoàng Long xe chưa? Đấy, Hoàng Long xe rồi, gửi quà cho Hoàng Long luôn. Bước 1 xe, bước 2 comment đáp án nha cháu nhá. Nhớ đấy, bước 1 xe, bước 2 comment đáp án. Đấy, gửi quà cho Hoàng Long luôn. Ok, gửi quà cho Hoàng Long luôn. Lê Thảo này, bước 1 xe, bước 2 comment đáp án. Hello, chào Lê Thảo. Lê Thảo chưa xe. Lê Thảo chưa xe, chưa có quà. Hello, chào Nguyễn Vinh, top fan luôn. Top fan, nhưng mà Nguyễn Vinh ơi, Nguyễn Vinh chưa xe hoặc khả năng cao Nguyễn Vinh xe rồi. Nhưng mà chúng mình không thấy nên Nguyễn Vinh có thể chụp ảnh lại video live stream mà cháu đã xe xong inbox của chúng mình nhá. Đây bạn Mỹ Hạnh xe rồi đây. Gửi quà cho Mỹ Hạnh luôn này. Gửi quà, ô lúc nãy Mỹ Hạnh có quà rồi. Gửi quà phát nữa cho Mỹ Hạnh. Nên những cái đứa nhiệt tình như này là mình phải gửi quà ngay lập tức luôn. Đặng Thị Bích Trâm này. Đặng Thị Bích Trâm xe chưa? Đặng Thị Bích Trâm xe rồi. Đấy. Xe, có những đứa nó xe 2, 3, 4, 5 lần. Có những đứa xe vào trong tất cả các group. Ui, khóa live VIP. Ui, nó hỏi từ lâu lắm rồi. Ui, nó đăng ký khoa học mà hỏi từ lâu lắm rồi. Cái những đứa nào mà chưa đăng ký khoa học inbox cho chúng mình nhé. Chúng mình hay bị trôi tin nhắn lắm, khổ lắm cơ. Hello, chào Hải Yến này. Hải Yến thì không nhìn thấy Hải Yến có xe hay không. Không nhìn thấy. Chịu. Nguyễn Nhỏ Duy. Thế là Duy nhỏ à? Không hiểu Duy cái gì nhỏ bây giờ. Là bạn Nguyễn Nhỏ Duy này bạn có xe rồi. Nhỏ Duy mà đã xe rồi thì gọi là to Duy. Hello, chào bạn
Nguyễn to gì là còn học Học viện Hàng không Việt Nam. Điều này chứng tỏ là bạn này có một cái chi trái tim của phi công à. Hello, chào Đức Diếp. Đức Diếp hình như vừa nãy nhận được quà rồi sao ấy. Đức Diếp xe rồi, Đức Diếp hình như vừa nãy nhận được quà rồi nếu nhớ không nhầm. Đấy, à Đức Diếp chưa, Đức Diếp tối hôm qua. Đức Diếp tối hôm qua nhận được quà, hôm nay lại nhận được quà nữa. Không biết là Đức Diếp là 2K3 hay là 2K2. À, chào Nam Nguyễn nhé, chắc kiểu này là 2K2 rồi. Chào Nam Nguyễn. Nam Nguyễn xe rồi. Hello, chào Nam Nguyễn. Nhưng mà Nam Nguyễn này chú Binh không có gửi được inbox cho cháu. Nam Nguyễn nó chụp ảnh lại video livestream xong rồi inbox cho chú Binh nhá. Chào Nguyễn Quỳnh Như. Nguyễn Quỳnh Như xe video livestream chú Binh chưa? Nguyễn Quỳnh Như chưa xe thì chưa có quà cháu ơi. Nhớ là phải xe nhá. Chào Kim Tuyền. Hello Kim Tuyền. Kim Tuyền xe video livestream chú Binh chưa? Kim Tuyền xe rồi. Gửi quà luôn cho Kim Tuyền này. Đấy các cháu nhớ bước 1 xe video livestream lại về tường. Bước 2 comment đáp án nhá. Bước 1 xe video livestream lại về tường. Bước 2 comment đáp án để chúng mình tặng quà rất nhiều cho các cháu nào. Mà Nguyễn Thị Huyền, Nguyễn Thị Huyền vừa nãy là hình như là có quà rồi sao Nguyễn Thị Huyền nhỉ? Nguyễn Thị Huyền hình như có quà rồi, để chúng mình kiểm tra nhé. Baby Cote, đấy, đúng rồi. Baby Cote có quà rồi. Ok, Mạnh Dũng này, Mạnh Dũng xe chưa này? Mạnh Dũng xe chưa? Mạnh Dũng xe rồi, Mạnh Dũng xe rồi gửi quà cho Mạnh Dũng luôn. Bước 1 xe, bước 2 comment đáp án là có quà ngay lập tức thôi. Phú Xuyên A quê ở Hà Nội đúng không? Đấy chúng mình cũng làm ở Hà Nội nhưng bây giờ chúng mình phải chạy trốn về Thái Bình. Hello, chào Trần Đỗ Trung Thành. Trần Đỗ Trung Thành chia sẻ rồi. Xem Trần Đỗ Trung Thành chia sẻ chưa? Đây đúng rồi, Trần Đỗ Trung Thành chia sẻ rồi. Gửi quà cho Trần Đỗ Trung Thành. Ok, đấy. Thế nhá. Chúng mình xin tạm thời dừng cái chuỗi mà xe chuỗi mà gửi quà đây. Tí nữa đến cái câu cuối cùng chúng mình sẽ lại đến tí nữa đến câu cuối cùng chúng mình sẽ lại chia sẻ tiếp. Chúng mình sẽ lại tặng quà tiếp. Còn những cháu nào mà chưa nhận được quà thì những cháu đấy chụp cả những video livestream mà cháu đã xe lại xong inbox cho chúng mình nhá. Mình sang câu 20 này. 0,9 g glucose. Glucose là C6H12O6 này. 0,9 g tác dụng hết với lượng dung dịch AgNO3 thu được 10 g bạc. Thu được 2 bạc, một thằng glu thì thu được 2 thằng bạc. Mình tìm được số mol glu là 0,9. 0,9 chia 180 thì bằng 5 nhân 10 mũ trừ 3. 5 nhân 10 mũ trừ 3 thì suy ra được bạc là 5 nhân 10 mũ trừ 3 nhân 2 thì bằng 0,01. Được chưa? 0,01 mol bạc thì 0,01 mà nhân với 108 nhân 108 các cháu nhé thì bằng là 1,08 g. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án B, bỏ. Ok, sang câu 21. Câu 21 câu tính toán khá khó, chúng ta đánh dấu lại chốc chúng ta quay lại giải sau nhá. Được chưa? Chúng ta sang câu tiếp theo là câu số 22, một câu cũng cực kỳ hay nhá. Câu này câu bảo toàn liên kết pi của chương trình lớp 11, tí là mình quay lại sau nhá. Muốn đạt được 8 điểm mình phải giải được hai câu này. Được chưa? Ôi thôi chết rồi, câu này chạy mất sơ đồ rồi. Câu 23 này sơ đồ chạy đâu mất rồi. Câu đề này bị lỗi mất rồi. Câu 23 bị lỗi các cháu ạ. 23 này không có đề. Tiếc quá đi. Câu 24. Câu 24 này là một câu cực kỳ hay nhá, chúng ta để lại tí chúng ta quay lại giải. Ui, đề này cũng toang đấy, đề 2018 toang phết đấy. Mới giải được đến 5 điểm, 5 điểm xong để lại 4 câu. Ghê phết nhỉ. Bây giờ mình chỉ lấy con 7 thôi, cháu chỉ muốn lấy con 7 thôi thì sao? Các chú cứu cháu với đúng không? Nào, câu số 25 cho các phát biểu sau. Số phát biểu đúng là đây, bây giờ mình đi kiếm con 7 mà nghe vẻ khó, mình cần phải làm được 8 câu nữa. Thủy phân triolin thu được ethylene glycol, cái này sai. Thủy phân đằng này phải thu được glycerol cơ. Glycerol cơ chứ ethylene glycol là sai nhá. Tiếp tục này. Thủy tinh bột bị thủy phân khi có xúc tác axit hoặc enzyme. À, tinh bột thì thủy bị thủy phân khi có xúc tác axit đúng, cả enzyme đúng. Axit thì là H cộng, enzyme thì ví dụ như enzyme trong khoang miệng chúng ta đấy, đúng không? Nước bọt đấy, amylase, đúng chưa? Vậy là B đúng. Các cháu tránh cái hiểu nhầm cái chỗ mà là giảm tải thì bảo là không thi enzyme, không thi enzyme. Nhưng mà chỗ này là nói về enzyme thì cũng vẫn được thi nhá. Thủy phân vinyl format thu được hai sản phẩm đều phản ứng trắng bạc. Thế mình phải viết được thằng vinyl format là thằng nào? Vinyl format đây, HCOO CH nối đôi CH2 thì thủy phân nó, thủy phân trong môi trường H cộng nhá thì tạo được HCOOH cộng với cháu này gạch ra đây là CH3CHO. Được chưa? Thì mình có này, đầu này là HCO thì trắng bạc, đầu này là CHO thì cũng trắng bạc, được chưa? Vậy là cả hai sản phẩm đều có phản ứng trắng bạc là đúng. C đúng. Ok. Trùng ngưng epsilon amino caproic thu được polycaproic roamide cũng chính xác luôn nhá. Cũng chính xác luôn, trùng ngưng. Đây chúng mình viết cái phương trình trùng ngưng này, epsilon mạng à? Chắc là do mạng của các cháu đấy, các cháu thử thoát ra cho các cháu vào lại xem nhá. Không mờ luôn của chú livestream full HD luôn này này. À, epsilon amino caproic xem nhá. HOOC này, CH2 này, CH sorry chúng mình viết nhầm. À, epsilon amino H2N này, CH2 này, 1 carbon, 2 carbon, 3 carbon,
4 carbon, 5 carbon, 6 carbon, 7 carbon. Được chưa? Anh này trùng ngưng thì là nhiệt độ áp suất xúc tác. Nhiệt độ áp suất xúc tác để tạo thành HN này, CH2 này. Chỗ này là CH2 tất cả 6 lần này, CO này, N lần này, cộng H2O thì đúng là tạo được thành polycarbamid. Hay anh này còn được gọi là ni lông 7 các cháu nhé. Anh này còn được gọi là ni lông 7. IE chỉ dùng quy tím có thể phân biệt được 3 dung dịch. Alanin chỗ này chúng mình gõ nhầm. Xem nhá, alanin là thằng nào? Alanin này là thằng H2N CH CH3 COOH. Thằng lysine. Thằng lysine H2N C1 2 3 4 5 6 OOH NH2. Và thằng axit glutamic là HOOC 1 2 3 4 5 OOH. Được chưa? Đây NH2, đây là axit glutamic. Được chưa? Thế thì các cháu chú ý nhé. Đây, vậy thì nhìn này, nếu mà sử dụng quỳ thì axit glutamic có hai nhóm CH quỳ chuyển thành màu đỏ, một nhóm NH2. Ok chưa? Tiếp tục nhé. Anh này là anh alanin thì một nhóm NH2 và một nhóm CH thì quỳ không đổi màu. Được chưa? Tiếp tục này, thằng lysine này thì có hai nhóm NH2, một nhóm CH làm quỳ chuyển thành màu xanh. Ok chưa? Vậy là nhận biết được hết nhé. Vậy thì ở đây chúng ta có rằng là IE đúng. Phenylamin tan ít trong nước nhưng tan tốt trong dịch HCl. Phenylamin C6H5NH. Phenylamin. Đây, phenylamin là cháu này cái gì? Chính là anilin đúng không? Anilin tan ít trong nước nhưng tan tốt trong dịch HCl. Đúng thật, thằng này gần như không tan trong nước. Nói từ tan ít thì có được không? Thằng này phải nói là từ không tan thì mới chuẩn nhé. Chứ không có chuyện là tan ít. Nó phải là không tan trong nước chứ không có chuyện là tan ít. Vậy ép sai. Vậy mình có này, tan tốt trong HCl là đúng. Mình có B, C, D, E là đúng. Được chưa? 4 nhận định đúng nhá. 4 nhận định đúng. Vậy đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án A. Hello, chào Đặng Quang Hà. Chào Đặng Quang Hà nhá. Xong nhá. Xong câu số 25. Mình sang câu tiếp theo là câu số 26. Mình sang câu tiếp theo là câu số 26. Câu số 26. Thực hiện các phản ứng sau. Này, giải thế này mình mới chỉ được có 5,25 điểm nữa các cháu ạ. Mới chỉ được có 5,25 điểm nữa đấy. Câu số 26 này. X dư cộng BaH tạo thành Y và Z nhá. Câu số 26, X dư cộng với lại BaH thì tạo thành Y và Z. Để các cháu phải chú ý nhá. Từng tí một để mình giải đề. Những cái đề này chúng ta phải cố gắng giải với mục tiêu lấy 7 cộng thôi. Nhưng mà với cái đề thi mà nó toang như đề 2018 này, lấy 7 cộng đối với chúng ta cũng nghe vẻ khá là khó khăn, đúng không? Nghe vẻ khá là khó khăn. Đấy, giải như bây giờ mà mình mới chỉ được có đến là bao nhiêu nhỉ? Mới được có 5, nếu mà giải được câu 26 này thì được 5,5. Đấy, kinh khủng thế cơ mà. Nó dã man như vậy mà. Nó toang đến như vậy đấy các cháu ạ. Nó cực kỳ toang luôn. Câu 26 này mình có nhá. X dư mà cộng với 3 lần tạo thành Y và Z. Ok. Đề bài hỏi nào. À, biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn trong dung dịch chất Y tác dụng với dung dịch H4 loãng. Y này tác dụng H4 loãng. Đề bài hỏi hai chất đều thỏa mãn tính chất của X. Ủa? Xem nhá. Nếu là AlCl3 dư mà cộng với BaH lần. Giả sử nó là BaCl, giả sử nó là AlCl3 dư nhá. Giả sử nó là AlCl3 dư thì mình có, mình viết chương trình này. AlCl3 dư mà cộng với lại BaOH 2 lần. Cái này mình chỉ có một cách duy nhất là thử thôi ạ. Để cho hello, chào Ngọc Thảo, chào Đức Trường, chào Hoàng Long. Sao bọn này bây giờ mới chào nhiều này? Chào Đức Trường nhá. Được chưa? Để tạo thành gì? Do dư này thì nó sẽ tạo thành BaCl nhá, 2 cộng với lại do dư nên là kết tủa AlOH 3 lần bị tan để nó tạo thành Ba AlOH tất cả 4 lần, tất cả 2 lần. Hoặc các thầy cô các cháu thì hay viết là Ba AlO2. Được chưa? BaAlO2 tất cả 2 lần. Đấy, có 2 khả năng. Được chưa? Thích viết kiểu nào cũng được. Ok nhá. Thế đề bài nói này, chất Y có khả năng tác dụng gì H4 loãng. Vậy Y chúng ta là gì nhỉ? BaAlO2 thì tác dụng được với H4 loãng. Được chưa? BaCl cũng có thể tác dụng được. Đấy. Thế thì chất Y là vậy. Thế còn lại chất Z, xem nhá. X tác dụng với BaOH này lần dư. X tác dụng với BaOH này lần dư cộng với lại Y cộng với T cộng với lại nước. Thế thì ở đây này, nếu mà là AlCl3 mà cộng với lại BaOH 2 lần. À sorry. Chỗ này là thằng này là phải tác dụng với BaOH này lần dư thì mới tạo thành thằng này. Đúng chưa?
Đấy, tác dụng với lại BA hóa lần dư tạo thành thằng này. Nếu mà có thằng này thì có cả nước nữa thì đúng rồi. Được chưa? Thế còn là nếu mà là tác dụng với AlCl3 dư mà tác dụng với BA hóa 2 lần thì nó sẽ tạo thành thằng là AlOH3 lần, AlOH3 lần cộng với lại BaCl2 thì đây là thằng Y rồi. Được chưa? Nhưng mà đề bài yêu cầu là cả hai thằng đều tạo thành Y và Y tác dụng H4 loãng thì đây là Y này, đây là Y thì BaCl2 thì đều tác dụng H4 loãng thật. Chính xác nhé. BaCl2 thì đều tác dụng được với lại thằng thằng H24 thật chuẩn luôn. Thế thì không có gì để nối tiếc với lại cái thằng này cả nhá. Được chưa? Thế bây giờ mình sang này, nếu giả sử nó là AL2S43 lần. Nếu AL2S43 lần thì sao? Nếu AL2S43 lần thì mình thử nhá. Nó là AL2SO4 tất cả 3 lần mà giả sử anh này dư mà tác dụng vượt với BaOH 2 lần thì nó sẽ tạo thành là BaSO4. Anh này dư thì chỉ tạo thành kết tủa là AlOH 3 lần thôi. Được chưa? Tiếp tục là AL2SO4 mà 3 lần mà cộng với lại BaOH 2 lần dư thì nó vẫn tạo thành là BaSO4. Nhưng lúc này nó cộng với lại AlO2 tất cả 2 lần cộng với nước. Được chưa? Thế thì cả hai đều là Y thì thằng này là Y. Chú ý là BaSO4 Y. Đề bài yêu cầu là phải tác dụng H4 loãng thì BaSO4 thì không tác dụng H4 loãng. Được chưa? Và bởi vì là BaSO4 nó không tác dụng H4 loãng nên là bỏ ngay thằng A. Được chưa? Bỏ ngay thằng A đi nhá. Đây, giảng kỹ thằng B cho cả nhà cùng nhìn. Đấy, bây giờ cả nhà chỉ cần để ý vào thằng B thôi nhá. Ở đây đề bài nó yêu cầu chúng ta rất nhiều cái thứ lằng nhằng. Đấy, nên cả nhà chỉ cần chú ý thằng B này. Nhìn này, thằng B này nói lại, những bạn nào không hiểu cái A thì nói lại cái B là hiểu. AlNO3 nhá. AL giả sử x là AlNO3 dư. AlNO3 3 lần dư. Được chưa? Đây nhìn kỹ này, Pupi Thái với lại Lợi Phượng đây, nhìn kỹ vào IB là hiểu. AlNO3 3 lần dư này cộng với lại BaOH 2 lần. Thế do thằng này dư nhé thì chắc chắn nó tạo thành là kết tủa AlOH 3 lần cộng với lại BaNO3 2 lần. Được chưa? Ok chưa? Tiếp tục này. Tiếp tục này. Nếu là AlNO3 3 lần mà cộng với lại BaOH 2 lần dư thì nó sẽ tạo thành BaNO3 hai lần. Và do BaOH này lần dư nên nó hòa tan cái thằng BaAlOH 3 lần này để tạo thành BaAlO2 tất cả hai lần và cộng với lại nước. Được chưa ạ? Và trên này dưới này thì có hai thằng trùng nhau nên chắc chắn thằng Y. Và mình thấy là BaNO3 hai lần thì đều tan ở trong thằng hai bốn loãng bởi vì nó tạo thành kết tủa. Được chưa? Vậy là được nhá. Được thằng đầu tiên. Giờ sang thằng AlOH 3 lần xem được nữa không? Nếu là AlOH 3 lần thì sao? Nếu là AlOH 3 lần thì sao? Chúng ta cùng quan sát nhé. Nếu là AlOH 3 lần thì mình có này. AlOH 3 lần mà dư mà cộng với lại BaOH 2 lần. Thì do AlOH 3 lần dư thì nó vẫn tạo thành là Ba gì nhỉ? Nó vẫn tạo thành là BaAlO2 thôi. Tất cả 2 lần. Đúng chưa? Và có AlOH 3 lần dư. Nhá. Tiếp tục là nếu mà là AlOH 3 lần mà cộng với lại BaOH 2 lần dư thì nó tạo thành là BaAlO2 tất cả 2 lần cộng với lại H2O. Ok chưa? Thế đề bài bảo là thằng Y này thì tác dụng được với thằng H24 loãng thì mình nhìn thấy đây, hai thằng này đều là Y thì đều tác dụng H24 loãng, đúng không? Vậy đáp án đúng chúng ta nó là đáp án B, bỏ, hiểu chưa? Dễ mà. 26 đáp án B nhé. 26 đáp án B. Được chưa? 26 đáp án B. À đâu, không phải. Sorry, không phải đáp án B đâu. Toang. Lỗi, mắt lé. Thằng này chỉ sinh ra một thằng BaLO2, làm sao chọn B được, đúng không? Mặc dù là cả hai thằng này đều tác dụng nhưng không chọn B được. Được chưa? Thế thì qua cái đáp án A với đáp án B chúng ta nhìn thấy là có những thằng sau thỏa mãn này. AlNO3 3 lần chúng ta vừa viết là thỏa mãn đúng không? AlNO3 3 lần đây. Đây cộng với BaOH là lần, thằng này dư thì tạo thành AlOH 3 lần, BaNO3 2 lần. Thằng này là AlNO3 3 lần cộng với BaOH 2 lần dư thì tạo thành BaLO2 cộng với lại BaNO3 2 lần cộng với nước, đúng chưa? Thế thì đây thằng Y này thì đều tác dụng nhá. Thế là AlNO3 được. Và một cái thằng nữa chúng ta vừa viết là thằng AlCl3. Nhìn này, AlCl3 đây, AlCl3 mà dư thì tác dụng với BaOH tạo thành AlOH 3 lần cộng BaCl2 và AlCl3
nó tác dụng với lại BaOH2 lần dư thì tạo thành BaCl2 cộng với lại BaLO2. Thế thì thằng Y đều là BaCl2 thì đều tác dụng được với H4, đúng chưa? Vậy thì đáp án đúng ở đây của chúng ta nó phải là đáp án D mới đúng. D, chính xác. Ok, đáp án đúng của chúng ta là đáp án câu 26 của chúng ta là đáp án D nhé cả nhà nhé. 26 là đáp án D. Ok chưa? Hiểu chưa nào? Hiểu chưa? Hiểu thì chấm cái nhá. Sau đó mình sang câu tiếp theo là câu số 27. Câu tiếp theo là câu số 27. Cho các chất, số chất phản ứng được với dung dịch HCl là, cho các chất, số chất phản ứng được với dung dịch HCl là, lưu ý là phản ứng với dung dịch HCl nhé. Chrome này, chrome có tác dụng với HCl không? Có, nhưng ở đây không nói là điều kiện thường hay điều kiện không thường, thì chú ý là chrome tan ở trong HCl loãng nóng nhé. Thì tính ra thì nó vẫn tác dụng được, gọi là tác dụng vẫn tác dụng được. FeCO3 thì có tác dụng được, bởi vì là FeCO3 và cộng HCl thì HCl là axit mạnh, đấy axit yếu là H2CO3 là phần muối của nó. HCl có tác dụng vượt với FeNO3 hai lần không? Thì câu trả lời là có, do trong thằng này nhá là có sắt 2 cộng này, còn tính khử này. Có ion NO3 trừ này, có ion H cộng này. NO3 trừ và H cộng thì coi như là axit nitric có tính oxy hóa mạnh, đúng chưa? Tính oxy hóa mạnh thì sắt chúng ta lên sắt dương 3. Ok. Có phản ứng. FeOH3 lần thì thằng này là bazơ tác dụng với axit có. CRH3 lần thì thằng này là hydroxit lưỡng tính tác dụng với axit có. Na2CrO4 thì có phản ứng không? Thì có, bởi vì thằng Na2CrO4 này thì trong môi trường axit thì tác dụng HCl để tạo thành Na2CrO2O7, đúng chưa? Có nốt. Vậy tổng cộng có 1 2 3 4 5 6. 6 thằng đều tác dụng nhá. Đáp án đúng là đáp án D. Rất tiếc là trong đề thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2020 thì sẽ bỏ anh này. Được chưa? Bỏ anh này. Được chưa? Thế là hơi bị tiếc nhá, bỏ cả anh này nữa. Hơi bị tiếc. Đấy thì đây là giải cho các cháu tham khảo thôi. Câu 28 là chắc là phải để lại rồi. Đúng không? Và đến câu 28 là mức 7 điểm mà ta phải để lại 5 câu. Vậy là có hiện tại, vậy là hiện tại mình được có bao nhiêu nhỉ? Mức 7 điểm mà để lại 5 câu thì mình mới được có 5,75 điểm thôi các cháu. À đó. Ừ, để lại 5 câu, câu 0,5 đúng rồi, mới được có 5,75 điểm. Bây giờ mình sang câu 29 nhé, để mình lấy 6 điểm nhé. Mình sang câu 29 để mình lấy 6 điểm nhá. Mình lấy sang câu 29 để mình lấy 6 điểm. Câu 29 nào. Mình sang câu 29. Ok. Mình sang câu 29 nhá. 29 thực hiện các thí nghiệm sau. Thực hiện các thí nghiệm sau. Ok. Đấy, để bài cho đây các thí nghiệm này. Nào, câu 29 này. Đấy, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thì số thí nghiệm thu được muối sắt 2 là. Đề bài hỏi chúng ta là sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thì số thí nghiệm thu được muối sắt 2 là. Đấy, các cháu cần phải chú ý nha. Những thí nghiệm nào mà thu được muối sắt 2 thì các cháu cần phải lưu ý. Thế mình lưu ý ở chỗ điểm này nhé, là magie. Đây, mình có này. Magie dư vào sắt 3, được chưa? Magie vào sắt 3 thì ở đây mình có này, magie này, dư này vào sắt 3 cộng, đây là Fe3 cộng nhá. Được chưa? Thì mình có này, magie cộng với Fe3 cộng thì các cháu cần phải lưu ý chỗ điểm này là mình xét về cái dãy điện hóa. Thì mình có là magie này 2 cộng này trên magie này, xong đến là đến sắt 2 cộng này trên sắt này, xong đến sắt 3 cộng này trên sắt 2 cộng này, đúng chưa? Thế thì đầu tiên thì thằng sắt 3 cộng nó sẽ tác dụng với thằng magie để tạo thành magie 2 cộng, đúng chưa? Cộng với lại sắt 2 cộng nhá. Được chưa? Vậy hoàn toàn mình sẽ có này, để tạo thành gì? Magie 2 cộng, magie 2 cộng cộng với lại sắt 2 cộng. Được chưa? Chúng ta lưu ý ở đây đề bài bảo chúng ta là magie dư. Được chưa? Bởi vì là magie dư nên là sắt 3 cộng hết. Được chưa? Được chưa? Bởi vì là magie dư nên là sắt 3 cộng hết, và do sắt 3 cộng hết nên mình sẽ xảy ra được một phản ứng tiếp tục là thằng magie. Magie dư mà sẽ tác dụng với sắt 2 cộng. Magie cộng với sắt 2 cộng để tạo thành magie 2 cộng cộng với sắt. Ok chưa? Để tạo thành đấy, vậy là magie cộng với sắt 2 cộng để tạo thành magie 2 cộng cộng với sắt. Vậy thì cái phản ứng này nó sẽ sinh ra cho chúng ta là muối sắt 2. Để bài hỏi chúng ta, để bài hỏi chúng ta là số thí nghiệm thu được muối sắt 2 mà. Vậy thì phản ứng này cho chúng ta thu được muối sắt 2 nhá. Được chưa? Hello, chào Minh Đức. Ok. Nào, mình có, vậy ở đây mình có thu được là muối sắt 2. Vậy ở đây G có muối sắt 2 này. Ok nhá. H này, đốt cháy, đốt dây sắt trong khí clo dư.
đốt dây sắt trong khi clo dư thì mình có phản ứng là Fe cộng với lại Cl2 để tạo thành FeCl3, được chưa? Và bởi vì là nó tạo để bởi vì là nó tạo thành FeCl3, thế nên là đây là khí clo dư là coi như là vứt đi, đúng chưa? Ở đây đề bài yêu cầu là tạo thành mối sắt hai cơ. Bỏ H nhá. Bột Fe3O4 vào dung dịch H4 đặc nóng dư. Chúng ta lưu ý rằng là cái thằng mà H24 đặc nóng ấy, thằng H24 đặc nóng của chúng ta nó là thằng có tính ô xóa mạnh, và bởi vì nó có tính ô xóa mạnh nên là sắt này dương 8/3, nó sẽ lên sắt dương 3 nhá. Nó sẽ lên sắt dương 3. Được chưa? Chứ nó không gọi là sắt dương 2 đâu ạ. Được chưa? Vậy là mình bỏ đáp án Y. Được kìa. Cho sắt vào dung dịch AgNO3 dư. Mình lưu ý nhá. Ở đây là sắt vào dung dịch AgNO3 dư thì mình sẽ chú ý đến cái dãy điện hóa. Chỗ này là cái trọng yếu nhất. Này, lưu ý này, mình chú ý đến cái dãy điện hóa. Mình có là sắt nhá, mình có là sắt mà vào bạc cộng. Sắt vào bạc cộng thì tạo thành sắt 2 cộng cộng với lại bạc. Đúng không? Nhưng mà mình lưu ý rằng ở đây có từ dư là bạc cộng dư. Bạc cộng dư nên sắt sẽ bị hết nhá. Do sắt hết nên nó sẽ xảy ra phản ứng tiếp theo là thằng bạc cộng sẽ đi tác dụng với lại thằng sắt 2 cộng để tạo thành thằng bạc cộng với lại thằng sắt 3 cộng. Được chưa? Vậy lúc này trong dung dịch chúng ta, được chưa? Vậy lúc này trong dung dịch của chúng ta nó sẽ tồn tại là thằng sắt 3 cộng chứ không phải là sắt 2 cộng, được chưa? Vậy là bỏ ngay đáp án gì? Ok. Chú thấy là các cháu đang không tập trung vào làm bài tập đâu. Các cháu chú ý là comment đáp án để cho chú nhìn thấy rằng là các bạn chú ý là tập trung vào bài tập nhá. Tập trung vào bài tập comment đáp án. Vậy ở đây chúng ta có những cái câu này rất là hay nhá. Mình bỏ đáp án H, bỏ đáp án Y và bỏ đáp án Z. Mặc dù mình bỏ cái đáp án này nhưng mình đều phải nhớ các cái phương trình này, tại vì những phương trình này rất hay thi trung học phổ thông quốc gia nhá. Vậy là ở câu 29 thì mình mới chọn được một đáp án G thôi. Đấy chưa? Mình sang ý K này. Mình sang ý K này. Cho bột sắt dư vào dung dịch H2O3 loãng. Cái câu đấy rất là hay. Nó đã là sắt dư rồi nhưng mà nó lại còn vào H2O3 loãng nữa. Nó đã là sắt dư rồi nhưng nó lại vào thằng H2O3 loãng nữa. Thế mình lưu ý nhá, đây là sắt dư này và H2O3 loãng. Ok, vậy thì mình có này, Fe đầu tiên mà khi tác dụng với lại HNO3, được chưa? Được chưa? Sắt này tác dụng với H2O3. Ok. Sắt tác dụng với HNO3 loãng thì rõ ràng là sắt của chúng ta nó sẽ phải sắt lên dương 3, đúng chưa? Sắt lên dương 3 nhưng do bột sắt dư, được chưa? Fe dư. Thế mình sẽ xảy ra phản ứng là sắt dương 3 cộng với sắt. Sắt dương 3 cộng với sắt thì lên tạo thành sắt dương 2. Ok. Vậy là có sắt dương 2 nhá. Vậy là ở đây mình có là thằng K là mình cho mình cái thằng sắt dương 2. Ok chưa? K của chúng ta là sắt dương 2. Tiếp tục nhá. Cho bột FeO vào dung dịch H24. Thì cái bột FeO này và H24 chúng ta phải nhìn kỹ này. H24 cho chúng ta ion H cộng. Vậy là mình sẽ có phản ứng là FeO cộng với lại H cộng để tạo thành Fe dương 2 cộng với H2O. Vậy thêm thằng một thằng mối sắt dương 2 nữa. Được chưa? Vậy đây là thằng L. Thế ở đây đề bài hỏi chúng ta là số thí nghiệm thu được muối sắt 2, đúng chưa? Ở đây chúng ta sẽ có là sắt 2. Ở đây có bạn Tú Tài Nguyễn Ngọc hỏi là cái gì? Phản ứng hoàn toàn 29Ig. Phản ứng hoàn toàn thì sắt dương 2 cộng với lại sắt dương 2 cộng với lại magie về sắt với magie dương 2. Sao lại sắt dương 2 magie? Ừ. Đúng rồi, sắt đúng rồi. Ở đây mình sẽ có là magie cộng với sắt 3 hết để tạo thành là magie dương 2 cộng với lại sắt dương 2, chính xác. Đây nhá. Magie cộng với sắt dương 2 để tạo thành magie dương 2 cộng với sắt. À ở đây đề bài nó hỏi là trong dung dịch chỉ tồn tại mối sắt 2, sorry, vậy là G không có, chính xác nhá. Vậy ở đây là G không có nhá, được chưa? Vậy là khi là G không có này, khi là G không có, vậy thì sau đó thì số phản ứng hoàn toàn, số thí nghiệm thu được muối sắt 2 là, được chưa? Vậy thì số thí nghiệm thu được muối sắt 2 thì mình bỏ thằng G, bỏ thằng H, bỏ thằng Y, bỏ thằng Z nhá. Thank you bạn Nguyễn Ngọc nhá. Bỏ thằng G này. Bỏ thằng G, bỏ thằng H, bỏ thằng Y, bỏ thằng Z. Khi bỏ được mấy thằng này rồi thì bắt đầu là mình chỉ còn là thằng K với thằng L thôi. Đúng chưa? Vậy thì chỉ có thằng K, thằng L thì số thí nghiệm mà thu được muối sắt 2 là mình chỉ có 2 thôi. Đáp án đúng của mình là đáp án B, bỏ nhá. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án B, bỏ. Ok. Nào, mình sang tiếp. Câu số 30, các cháu chú ý vào học bài nhá. Câu số 30, comment đáp án để chú coi. Nào, câu số 30. Nào, tiếp tục này. Câu số 30. Thế là ở đây là chúng ta đã giải được lấy mức được 6 điểm rồi ấy. Mức 6 điểm là mình cố gắng mình giải được 4 câu nữa là mình được 7 điểm thôi. Với một cái đề khó như đề 2018 thì lấy được mức 7 điểm đôi khi cũng là hạnh phúc rồi. Thế mà nhưng mà năm 2018 đấy là như thằng Duy học trò của chú Vinh thì là nó thi được 9 điểm.
bây giờ nó đang ngồi học ở đại học y, rung đùi. Ở trong đó này mình có này, thủy phân hoàn toàn 1 mol peptide X mạch hở, thu được 2 mol glycine. Thế thì vậy là suy ra ở bên trong cái thằng peptide X để của chúng ta là có Gly2, được chưa? 1 mol ALA, đúng chưa? Vậy là có một thằng ALA thôi, ALA1, được chưa? Và 1 mol valine, vậy là valine cũng là valine 1. Ok, vậy là Gly2, ALA1 và valine 1. Ok, tiếp tục nha. Mình có này, mặt khác thủy phân không hoàn toàn X thu được hỗn hợp các amino acid và các peptide. Chú ý này, trong đó có ALA, Gly và Gly ALA, được chưa? Trong đấy nó có ALA, Gly và Gly ALA. Vậy hoàn toàn mình có này, A, G này, được chưa? Nó có AG nhá, và nó lại có G va. Thế thì hoàn toàn mình có thể có trường hợp đầu tiên là AG này va, đúng chưa? Đây trường hợp đầu tiên là AG va, thì nó thỏa mãn là có AG và nó có G va, được chưa? Nó thỏa mãn có AG có G va. Thế giờ mình đi xếp, được chưa? Thế thì mình xếp này, có A này, có V rồi, bây giờ còn thiếu một G nữa. Thế thì hoặc là có thằng một thằng G đằng trước, hoặc là có một thằng G đằng sau, hoặc là có một thằng G đằng sau. Chỗ này chúng ta phải hiểu cái tư duy nhá, bởi vì thi đại học thì nó không giống, đúng chưa? Thi đại học thì nó không giống, được chưa? Thi đại học thì thường là nó không giống với nhau mà nó chỉ dạng giống nhau thôi, được chưa? Vậy mình nhìn nhá, thằng này có ala gly này, thằng này có gly vala, được một cháu này, thằng này có ala gly này, cũng có cả thằng gly vala này, được hai cháu này. Chúng ta còn một trường hợp nữa là thằng ag này, gv, đúng không? Bởi vì 2g mình có thỏa mãn là 2g này, ag gv. Và còn một trường hợp nữa là gv ag, đúng chưa? Gv ag, nhìn thấy chưa? Gv này, ag này, được chưa? Vậy hoàn toàn mình có là số công thức mà phù hợp với công thức cấu tạo là 1 2 3 4. Ok chưa? 1 2 3 4. Vậy mình có số công thức mà phù hợp với lại công thức cấu tạo của X là mình sẽ có 4 thằng nhá. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án C. Được chưa? Đáp án đúng của chúng ta là đáp án C. Câu 30 đáp án đúng của chúng ta là đáp án C nhá. Cả nhà nhìn rõ nhá. Đấy cái câu đề 2018 nó toang lắm. Thế là mình được mức bao nhiêu nhỉ? Mức 6,25 điểm rồi đúng không? Mình sang cái câu tiếp theo là câu số 31, với hy vọng là mức điểm của chúng ta bây giờ là mức được 6,5 nhá. Đấy, với một cái câu toang như cái đề thi trung học phổ thông quốc gia năm 2018, rất nhiều bạn bị điểm thấp nhưng mà chúng ta vẫn có thể giải được 7. Đấy, chúng ta phải chuẩn bị tâm lý sẵn sàng. Câu 31. Kết quả thí nghiệm của các chất X, Y, Z với các thuốc thử được ghi ở bảng sau. Thì cái kỹ năng làm câu này nó rất là quan trọng nhá. Cái kỹ năng làm những cái câu này rất là quan trọng. Nếu mà chúng ta mà giải được thêm mấy cái câu dễ dễ kia là mình được 8 điểm rồi đấy. Mình có này, X này với CH2 lần tạo thành hợp chất màu tím. Thế thì có một cái chất mà tác dụng với CH2 lần tạo thành hợp chất màu tím. Được chưa? Màu tím nhá, màu tím. Được chưa? Màu tím thì chỉ có thể là phản ứng Biore thôi. Vậy suy ra thằng X của chúng ta có khả năng thực hiện phản ứng Biore. Biore thì nó chỉ với bọn là gì? Từ tripeptide trở lên. Vậy là etin format vứt, anilin vứt, được chưa? Vậy mình có gly ala gly với lại gly ala gly, đúng chưa? Vậy là chỉ có A và C thỏa mãn, còn B bỏ, D bỏ. Ok. Tiếp tục này. Y này vào dung dịch AgNO3 trong NH3 tạo kết tụ bạc. Y này vào dung dịch AgNO3 trong NH3 tạo kết tụ bạc. Vậy nhá, cháu Y này mà tạo được kết tụ bạc thì mình nhìn này, anilin có bao giờ tạo kết tụ bạc không ạ? Anilin thì không bao giờ tạo kết tụ bạc, bỏ. Vậy thằng etin format thì tạo được kết tụ bạc. HCOO C2H5 thì tạo kết tụ bạc. Ok. Được chưa? Thế là bỏ nốt đáp án C rồi. Vậy mình chỉ còn đáp án A thôi, nhưng mình làm nốt thằng Z cho chắc chắn. Nước brom mà tạo kết tụ trắng thì đúng là anilin tạo kết tụ trắng với nước brom mà. Được chưa? Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án A. Ok. Thế là mình được 6, bao nhiêu nhỉ? Đến đây là mình làm được 6,5 điểm rồi. Đúng không? Mình làm câu 32 nữa. Mình làm câu 32 nữa là mình được 6,75. Nào, nhìn kỹ câu 32 này, những câu lý thuyết là mình phải làm cẩn thận, không là sai. Như vừa nãy chúng mình tí nữa đếm nhầm là to. Đúng rồi, chính xác. Phan Hoàng, đúng rồi. Nguyễn Hằng, đúng rồi. Lưu Thị Phương Thảo, chính xác. Nào, mình có này, câu 32. Cho các biểu sau, cho các phát biểu sau. Điện phân dung dịch NaCl với điện cực trơ thu được khí hiro ở cathode tốt. Thế chúng ta phải biết được phương trình nhé. NaCl này cộng với lại nước này để tạo thành này, điện phân dung dịch, điện phân dung dịch với điện cực trơ. Điện cực trơ nhá, thì mình thu được NaOH này cộng với lại clo này cộng với hiro, thì đúng là mình thu được hiro ở cathode thật, bởi vì cathode là nơi cation đến, thì không điện phân ca, không điện phân thằng natri thì suy ra sẽ thu được hiro, đúng chưa? Vậy là a đúng. Dùng khí CO khử CuO đun nóng thu được kim loại đồng. CO này khử được CuO đun nóng thì đúng là thu được đồng thật, đúng chưa? Thu được đồng.
Chính xác, bởi vì là đồng là đứng sau nhôm nên là có thể bị hở. Để hợp kim sắt niken ngoài không khí ẩm thì kim loại niken bị ăn mòn điện hóa học. Chúng ta nhìn nhá, mình có hai điện cực khác nhau mặt bản chất tiếp xúc trực tiếp với nhau trong môi trường dung dịch chất điện ly, đúng chưa? Thì đúng là niken bị ăn mòn điện hóa học thật. À, sorry, từ từ đọc đã, xem phải niken bị ăn mòn. Đây đúng là ăn mòn điện hóa học, nhưng mà niken bị ăn mòn thì xem có đúng không nhé. Thằng bị ăn mòn là thằng đấy là mạnh hơn. Khi nào ba cần mua áo giáp sắt nên, úi dồi ôi, sắt đứng trước niken, vậy thằng sắt có tính khử mạnh hơn, vậy sắt phải bị ăn mòn tí chết. Sắt phải bị ăn mòn chứ không phải là niken. Tí toang, xê dài. Dung dịch, đấy một pha quay xe rất kinh khủng. Ý C này, ý D này, dung dịch Fe2S43 lần dư. Fe2S43 lần dư vậy là sắt dương 3. Có thể tách bạc ra khỏi hỗn hợp bạc và đồng. Thế thì sắt 3 cộng thì không tác dụng với bạc. Không tác dụng với bạc nhá. Nhưng mà sắt 3 cộng mà tác dụng với đồng thì tạo thành sắt 2 cộng cộng với lại đồng 2 cộng, được chưa? Đấy, sắt 3 cộng cộng với đồng để tạo thành sắt 2 cộng cộng với đồng 2 cộng. Ok. Vậy thì đúng là hoàn toàn là thằng này mà nó sẽ hòa tan thằng đồng. Vậy thì nó sẽ tách được cái thằng bạc ra khỏi hỗn hợp bạc và đồng, đúng chưa? Vì nó không phản ứng với bạc mà. D đúng. E. Cho sắt dư vào dung dịch AgNO3, thu được dung dịch chứa hai muối. Lưu ý nhá, từ dư này. Fe dư tác dụng với bạc cộng thì nó sẽ tạo thành là sắt 2 cộng cộng với lại bạc. Ok. Sắt 2 cộng bằng bạc thì bạc cộng ở đây bị hết. Đúng chưa? Sắt dư mà. Thế mình sẽ chỉ thu được một muối duy nhất thôi. Một muối duy nhất là muối FeNO3 hai lần, chứ không phải là thu được dung dịch chứa hai muối. Dung dịch chứa hai muối là toàn. Vậy với câu 32. Đấy, với câu 32, mình nhìn xem của mình có bao nhiêu đáp án đúng, nhìn nhá. 1 2 3. Với câu 32 chúng ta chỉ có 3 đáp án đúng thôi ạ. Nhìn kỹ không? 1 2 3. Và chúng mình nhìn thấy là ở đây chỉ có mỗi cháu Đào Thị Hạnh là comment đúng thôi. D. Đấy, chỉ có với câu 32 đáp án đúng chúng ta là đáp án D. Chỉ có 3 nhận định đúng thôi nhá. Đấy, chỉ có 3 nhận định đúng thôi. Nhìn thấy kinh chưa? Thế là đến đây mình được 6,75 nhé. Nhìn này, câu 33 nhìn này thôi giải gì đúng không? 34 cũng vậy, 35 cũng vậy, 36, 37, 38, 39. Đúng không? 36, 37, 38, 39 chắc bao nhiêu cháu ngồi đây nhìn hốt hết. Hốt cả nải đúng không? 40 cũng thế đúng không? Nhìn thế này thì toang đúng không? Thế thì bây giờ là mình đang được 6,75 rồi và mục tiêu chúng ta lên được 7 điểm. Thế thì chúng ta giải được một câu trong bọn này nữa là sẽ được 7 thôi, bởi vì chỗ này mình để lại 5 câu mà. Đấy, chỗ này mình để lại 5 câu. Thế bây giờ chúng ta sẽ chọn một câu chúng ta giải được, thì trong này câu nào ngắn nhất thì mình giải. Thường thì câu 23 chúng ta cũng sẽ giải được, nhưng mà đây là câu 23 của chúng mình thì không có đề mất rồi. Đúng chưa? Đấy thì xin lỗi các cháu để mà chúng mình sẽ kiếm lại đề sau nhá. Thế thì bây giờ mình giải câu 22 để được 7 điểm này. Chúng mình sẽ chữa, chúng ta giải câu 22 với câu 21 nhá. Chúng mình sẽ chữa ra câu 22, câu 1, 21, bởi vì là đây chúng ta chữa 7 cộng mà. Với đề khó như năm 2018 mà mình được 7,25 cũng là hạnh phúc rồi. Mục tiêu chúng ta là vậy. Còn cháu nào muốn điểm cao hơn thì vào trong live VIP với lại vào trong luyện đề học nhá. Ở đây mình có này, câu 22 cho 11,2 lít hỗn hợp khí. Ở đây chúng ta sẽ giải cách giải nhanh, được chưa? Những cái câu này phải giải cách giải nhanh, giải cách giải chậm thì nó mất thời gian lắm. 11,2 lít hỗn hợp gồm CH2 và hydro. C2H2 hydro. Mình tìm được số mol 11,2 chia 2,4 thì bằng 0,5. Được chưa? Đi qua bình lượng niken. Niken thì thu được hỗn hợp Y. Hỗn hợp Y. Được chưa? Hỗn hợp Y chỉ chứa 3 hydrocarbon. Lưu ý ở đây nhé, đề bài bảo với chúng ta là hỗn hợp Y chỉ chứa 3 hydrocarbon. Được chưa? Hỗn hợp Y chỉ chứa 3 hydrocarbon. Vậy 3 hydrocarbon là gì? C2H2 này, C2H4 này, C2H6 này. Đúng chưa? Chỉ chứa 3 hydrocarbon nhé. Và nó có tỷ khối so với hydro là 14,5. Vậy mình có này, DI so với hydro. DI so với hydro thì bằng 14,5. Được chưa? DI so với hydro thì bằng 14,5 nhá. Biết Y phản ứng tối đa với amon brom trong dung dịch. Đây, cộng được với brom thì phản ứng được với amon brom trong dung dịch. Vậy thì hoàn toàn ở đây chúng ta có thể sử dụng một cái phương pháp là phương pháp bảo toàn liên kết pi nhá. Phương pháp bảo toàn liên kết pi. Được chưa? Với cái phương pháp bảo toàn liên kết pi thì ta có này, thì ta có này. Ở đây mình có này, số mol của hydro, sorry, số mol pi ban đầu sẽ chính bằng số mol của hydro phản ứng cộng với lại số mol bro nhá. Đấy, được chưa? Thế thì đề bài hỏi chúng ta là giá trị của A. Thế mình chỉ cần đi tìm được số mol pi ban đầu với lại số mol brom là sao? Ok? Hiểu không nhỉ? Thế thì
Ở đây chúng ta có nha, ở đây đề bài bảo này, cho 11,2 lít hỗn hợp gồm CH2 và hydro này qua bình đựng niken này, nung nóng này, thu được hỗn hợp chỉ chứa 3 hydrocarbon và tỷ khối so hydro là 14,5. Biết Y phản ứng tối đa với A mol brom. Thì cái bài này nó lại thường hay đi nghịch, là thường thì chúng ta sẽ biết được số mol thằng này, hai thằng này trước, nhưng ở đây chúng ta chưa biết được số mol của hai thằng này trước. Được chưa? Thế bây giờ chúng ta đặt nhé. Chúng ta đặt này, chúng ta đặt số mol của thằng C2 là A mol. Đúng chưa? Thì số mol của hydro chỗ này là số mol của hydro của ở chỗ này chúng ta sẽ là 0,5 trừ A. Thực ra chúng ta đặt là B cũng được. B. Đúng chưa? Vậy thì sau khi phản ứng xong thì toàn bộ hỗn hợp này là hydro hết. Thì bảo toàn hydrocarbon thì anh này là CH2, đúng chưa? CH2 thì thằng này chui vào đây là A. Ok chưa? Ok nhá. Được chưa? Thế thì tới đây thì chúng ta sẽ có một cái tới đây thì chúng ta sẽ có một cái điều đặc biệt như sau với câu số 22 nhá, các cháu phải chú ý nhá. Chú ý ở đây này, chúng ta có này, khối lượng của hỗn hợp này. Được chưa? Khối lượng của hỗn hợp này mình có khối lượng hỗn hợp ban đầu này là hỗn hợp chúng mình đặt là X. Đúng không? Thì chúng mình có là khối lượng hỗn hợp X. Khối lượng hỗn hợp X có phải là chính bằng này, anh này là 26A cộng với lại 2B không? 26A cộng với lại 2B không? Được chưa? Thế là khối lượng hỗn hợp X nhá. Được chưa? Được chưa nào? Đây là khối lượng hỗn hợp X này, là 26A cộng 2B này. Được chưa? Mà nó lại bằng bao nhiêu? Bảo toàn khối lượng này, khối lượng hỗn hợp X thì lại bằng khối lượng hỗn hợp Y. Lại chính bằng khối lượng hỗn hợp Y. Thế thì khối lượng hỗn hợp Y thì mình có là DI so hydro bằng 14,5. Vậy mình tìm được phân tử khối của Y sẽ bằng 14,5 nhân 2. 14,5 nhân 2 thì bằng 29. Được chưa? 29 mà đây là số mol của Y mình biết là A rồi. Thì nó MI của chúng ta lại bằng là 29A. 29A. Vậy là mình có một có mình đã có một mối quan hệ nhá. Ở đây mình đã có một mối quan hệ rồi nhá. Một mối quan hệ này. Được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ có cái mối quan hệ số 2. Giờ mình đi săn cái mối quan hệ thứ số 2. Đúng chưa? Bây giờ cái mối quan hệ số 2 này thì bây giờ chúng ta săn kiểu gì? Thì chúng ta phải cực kỳ tinh ý nhá, cực kỳ tinh ý thì chúng ta mới giải được. Nếu không là chúng ta sẽ không giải được cái mối quan hệ số 2 này. Thế thì ở cái mối quan hệ số 2 này thì chúng ta cần phải nhìn này, là thằng B này nó bị ăn hết, chui hết vào bên trong thằng này. Được chưa? Thế thì mình phải so sánh giữa thằng Y, có nghĩa là thằng B này với thằng A xem nó tỷ lệ là bao nhiêu. Được chưa? Thực ra thì ở đây thì hoặc là mình đi so sánh. Ở đây thì hoặc là mình đi so sánh, còn hoặc thì chúng ta cũng có một cách rồi. Chúng ta cũng có một cách ở đây là 11,2 đúng không? 11,2 lít mà. Thì mình có đây là mối quan hệ giữa là 26A cộng 2B bằng 29A rồi, thì mình sẽ có cái phương án thứ hai là A cộng B thì bằng 0,5. Thì cũng chẳng cần phải đi tìm, đúng không? Đến đây mình sẽ giải hệ mình được. 1 2 này, 29 trừ 26 bằng 3 bằng này. 3 bằng này trừ 2 bằng này. Đúng chưa? 0 bằng này. Đây là 1 bằng 1 bằng 0,5 bằng này. Đấy, vậy là chúng ta nhìn nhé, chúng ta giải hệ này mình tìm ra được A bằng 0,2 và B bằng 0,3. A bằng 0,2 và B bằng 0,3. Vậy thì cái mấu chốt của bài này là chúng ta chỉ cần nắm được, cái mấu chốt ở bài này là chúng ta chỉ cần nắm được là bảo toàn khối lượng thôi, đúng không? Vậy ở đây mình được là A bằng 0,2, B bằng 0,3. Xong rồi đấy. Thế thì dựa vào bảo toàn liên kết pi mình tìm được số mol pi ban đầu CH2 của chúng ta. Đây nhìn nhá, CH2 HC123CH có hai liên kết pi này. Vậy là 2 nhân 0,2. Bảo toàn liên kết pi cho nên suy ra đây mình có là 2 nhân với 0,2 thì bằng số mol hydro phản ứng. Ở đây hydro phản ứng hết là 0,3. 0,3 cộng với lại số mol brom. Bởi vì cuối cùng khi mà cộng với brom thì nó cũng hết pi mà. Được chưa? Vậy suy ra mình có 0,4 thì bằng 0,3 cộng với lại số mol của Br2. Vậy hoàn toàn đến đây chúng ta tìm được số mol Br2 đúng không? Hoàn toàn tới đây chúng ta tìm được số mol của Br2 bằng 0,4 trừ 0,3 thì bằng 0,1. Ngon lành cành đào nhé. Ngon lành cành đào nhé. Thế là mình lấy chọn được 7 điểm nhé. Được chưa? Mình lấy chọn được 7 điểm nhé. Được chưa? Vừa nãy là có cháu, vừa nãy chú Minh thấy là có cháu bảo là chú Minh ơi giải cho cháu câu 28. Được rồi, ok. Thế thì nếu mà các cháu comment nhiệt tình thì chú Minh sẽ giải cho các cháu câu 28 và câu 21 nhé. Bây giờ chú Minh sẽ giải câu 28 này. Câu 28. Chứ còn lại cái câu 24 này thì năm 2020 năm nay chúng ta không thi nhá. Bởi vì là nó có bài toán OH trừ cộng với nhôm 3 cộng này thì không thi nên chú Minh không giải nữa nhá. Chứ thực ra giải câu này cũng dễ thôi. Đấy, câu này cũng dễ thôi. Hoàn toàn là đề này chắc cháu làm được 8 điểm nhá. Câu 28 cho mình chữa câu 28 cho các cháu nhìn này. Nhìn thật kỹ câu 28 nhá. Câu 28 Nguyễn Hằng muốn xin tài liệu gì? Câu 28 này.
2028 này. Những cháu nào mà đã xem video livestream của chúng mình lại về tường rồi thì hoàn toàn chụp lại ảnh mà cái video livestream mà với đề 2018 này mà cháu mà được 7 điểm là cũng dã man rồi đấy. Không phải đùa đâu. Được chưa? 7 điểm rồi. Mình sang câu 28 nhá, mình lấy 7,25 này. Thủy phân hoàn toàn triglyceride X. Thủy phân hoàn toàn triglyceride X trong dung dịch NaOH thu được glycerol. Ui, câu này dễ này. Triglyceride đặt là CXHIO6. Chết, mình nói dễ thì nguy hiểm. Thu được trong NaOH là ăn 3 NaOH. Để thu được natri stearate. Stearate là C17H35COONa. Và natri oleat. Natri oleat là oleat là C17H33COONa. Dĩ nhiên chúng ta sẽ thu được glycerol nhá. Thôi chúng mình không ghi ở đây. Đốt cháy hoàn toàn M gam X. Đốt cháy M gam X thì cần dùng 3,22 mol oxy thu được H2O và CO2 số mol bằng 2,28. Đề bài bảo mặt khác M gam X tác dụng tối đa với amon brom. Xác định giá trị của A. Đây mình biết được CO2, mình biết được oxy, mình biết được thằng này là 6, mặc dù là chỗ này mình chưa biết được số mol. Thế thì ở cái chỗ này thì bây giờ chúng ta phải có thế thì ở đây chúng ta sẽ phải có những cái này nhá. Nhìn nhá. Chúng ta nhìn kỹ này, với câu 28 này, chúng ta có này. Chúng ta phải quan sát thật kỹ. Đầu tiên mình nhận định này, thủy phân hoàn toàn triglyceride X này, trong dịch NaOH này, thu được glycerol này, natri stearate và natri oleat. Đốt cháy hoàn toàn M gam X thì cần dùng 3,22 mol oxy. Đây, 3,22 mol oxy. Thì thường thì chúng ta tìm được số mol thằng nước thì chúng ta bảo toàn nguyên tử nguyên tố oxy thì mình sẽ tìm được là số mol thằng này, nhưng ở đây đề bài nó che chúng ta mất cái thằng số mol thằng nước đi. Và bởi vì nó che số mol thằng nước đi, thế thì bây giờ mình đặt đi. Mình đặt số mol thằng triglyceride này là x mol. Mình đặt số mol nước của mình là y mol. Được chưa? Mình đặt được số mol của thằng nước nhá là thằng y mol này, đặt số mol thằng x là x mol này. Được chưa? Thế thì hoàn toàn ở đây chúng ta sẽ có cái biểu thức đầu tiên là bảo toàn nguyên tử nguyên tố oxy. Bảo toàn oxy thì mình có là 6x cộng với 3,22 nhân 2. 2 nhân với lại 3,22 thì bằng y cộng với 2 nhân với 2,28. Ok chưa? Đấy nhá. Thế là mình đã có một cái mối quan hệ rồi. Được chưa? Thế bây giờ mình đi tìm, mình đi săn một cái mối quan hệ tiếp theo nhá. Mình đi săn một cái mối quan hệ nữa là xong. Được chưa? Thế thì chúng ta có là thường thì ở bên trong cái phần mà phản ứng cháy nhá. Thường thì bây giờ mình đi xử cái thằng này đã. Suy ra này, mình có là 6x trừ đi y thì bằng 2 nhân 2,28. 2 nhân với lại, đây là 6x trừ y, 2 nhân với lại 2,28 trừ đi 2 nhân với 3,22. Được chưa? 2 nhân 2,38 trừ đi 2 nhân 2,22 thì bằng là trừ 1,88. Được chưa? Đây chúng mình bấm nhầm nhá. 2 nhân với 2,28 trừ đi 2 nhân với 3,22 thì bằng trừ 1,88. Được chưa? Trừ 1,88 nhá. Và anh này là bằng trừ 1,88. Ok. Ok nhá. Tiếp tục này. Đúng rồi, âm. Đúng rồi, chính xác. Bây giờ mình đi săn một cái hệ thứ hai. Thế hệ thứ hai này thì chúng ta phải quan tâm đến này này. Quan tâm về liên kết pi nhá. Chúng ta phải quan tâm trực tiếp về liên kết pi thì chúng ta mới giải được, còn không thì sẽ không giải được. Được chưa? Thế thì mình đặt đi, mình đặt số pi trong này là k nhá. Số liên kết pi, số pi trong này bằng k. Được chưa? Thế thì k ở bên trong thằng chất béo thì nó luôn luôn có là gồm có 3 pi COO. Được chưa? Với lại một cái dạng gì đó nữa là bao nhiêu đó pcc. Được chưa? Đấy nhá. Thế thì đặt thằng này là k. Ok, đặt thằng này là k thì mình luôn luôn có một cái mối quan hệ nữa là n nước trừ nCO2 trừ n nước nhá. Mình có này, một mối quan hệ là nCO2 trừ n nước chia n cháy. Được chưa? N cháy ở đây mình biết rồi là x chia n cháy thì luôn bằng k trừ đi 1. Ok chưa? nCO2 trừ n nước, được chưa? Bằng n cháy thì luôn bằng là k trừ 1. Ok. Vậy hoàn toàn ở đây mình có này, nCO2 mình thế vào. nCO2 suy ra này, nCO2 là 2,28. nCO2 là 2,28 trừ đi n nước là y
Được chưa? Chia cho n cháy là x thì bằng k trừ 1. Thì bằng k trừ 1. Ok nhá. Vậy hoàn toàn ở đây này, vậy hoàn toàn ở đây thì chúng ta có này. Được chưa? Nào, thì ở đây hoàn toàn này, chúng ta có này. Được đấy, đây là mình đã có thằng k rồi nhá. Thế thì bây giờ mình phải biện luận theo k. Được chưa? Biện luận theo k để chúng ta giải thì hoàn toàn mình sẽ có các cái trường hợp như sau này. Để mà yêu cầu đề bài chúng ta là anh này tác dụng với tối đa với amon brom nhá. Thì để mà tác dụng với tối đa amon brom ấy thì ở đây k chúng ta phải lớn hơn 4, được chưa? K ở đây phải lớn hơn hoặc bằng 4. Chứ nếu mà bằng 3 thì không phản ứng với brom, được chưa? Thế mình thay k vào đây để mình giải hệ nhá. Đây là một cái phương trình đầu tiên này. Đây là phương trình số 2 này. Mình đi giải k, được chưa? Mình có trường hợp số 1 k bằng 4 thì mình sẽ có phương trình số 2 của mình có dạng là 4 trừ đi 1 bằng 3. Vậy là 2,28 trừ y bằng 3x. Đấy nhá, đấy là 1 này. Với k bằng 5 thì mình sẽ có phương trình số 2 là 2,28 trừ đi y bằng k của chúng ta là bằng 5, 5 trừ 1 là 4, 4x. Được chưa? Tiếp tục này, với k bằng 6 thì với phương trình số 2 của chúng ta sẽ là 2,28 trừ y bằng bao nhiêu nhỉ? 6 trừ đi 1 là 5, vậy là 5x. Được chưa? Bây giờ mình đi giải hệ này là nhanh nhất. Mình sẽ có trường hợp số 1 này, 6 bằng này, trừ 1 bằng này, trừ 1,88 bằng này. Ok chưa? Ở đây mình sẽ có đây là 3x chuyển vế sang. Vậy là 3 bằng này, trừ y sang bên này là cộng y này, 1 bằng này, 2,28 bằng này. Đây, mình nhìn thấy số này khá là lẻ. Một thằng là 2/45, một thằng là bao nhiêu nhỉ? 161/75, thường lẻ như này thì nó thường không đúng, đúng không? Mình sang trường hợp số 2 xem nào. Mình sang trường hợp số 2 nhé. Mình sang trường hợp số 2 này. Vẫn giữ nguyên phương trình thứ nhất, a bằng 6 này, trừ 1 này, trừ 1,88 này. Phương trình thứ 2 này, 4, lúc này là 4 này, bằng này, y sang bên này là cộng 1 này, bằng này, vẫn là 2,28 này. Mình nhìn thấy số mon đẹp chưa? Đấy chưa? X bằng là 0,04, y bằng 2,12. X bằng 0,04 và y bằng 2,12. Vậy mình có nha. X này của mình suy ra với cái k bằng 5 thì mình suy được là x bằng 0,04 và y bằng 2,12. Ok chưa? Với x bằng 0,4, được chưa? Với x bằng 0,04, y bằng 2,12. Thế thì hoàn toàn ở đây thì đề bài hỏi giá trị của a, đúng không? Thì mình sẽ tìm được k luôn nhá. Với x đây, y đây. Vậy x số mol nước nhá, y số mol nước của chúng ta là bằng 2,12 này, 2,12 này. X của chúng ta là bằng 0,04 này. Vậy đây là số mol cháy là 0,04. Vậy hoàn toàn đến đây chúng ta tìm được k. Được chưa? Vậy mình sẽ có k bằng này. Số mol của nước của chúng ta là bằng 2,12. Số mol CO2 là bằng 2,28. Vậy mình tìm được k đây, thế xy đây. Thế xy vào đây, mình suy ra được 2,28 trừ đi y là 2,12 này, 2,12 này, chia cho này, x của mình đây. X của mình tìm được là bằng bao nhiêu nhỉ? Vừa nãy mình tìm đây, x bằng 0,04, chia cho x là 0,04. Thì bằng k trừ 1. Vậy 2,28 mình có này, 2,28 trừ đi 2,12 bằng chia cho 0,4, chia 0,04 bằng 4, đúng chưa? Vậy 4 thì bằng k trừ 1. Vậy suy ra k bằng 5. Đúng không? Được chưa? Đây k bằng 5 thì đúng rồi, còn gì nữa? Đây chuẩn luôn, k bằng 5 luôn. Đấy, vừa nãy mình làm luôn, thế là mình test lại thử là đúng. Thế thì với k bằng 5 thì mình sẽ tìm được là số thằng brom phản ứng nhá, k bằng 5. Với k bằng 5 thì bỏ đi 3 pi cc thì nó sẽ là còn bao nhiêu pi cc? 5 trừ 3 thì còn 2. Được chưa? Vậy là mình sẽ có là 2 pi cc. Được chưa? 2 pi cc thì ăn mấy brom? 2 pi cc thì mình có thằng x này. Thằng x này của mình này có 2 pi cc nhá. Do x có 2 pi cc thì nó sẽ ăn 2 thằng brom. Được chưa? Và mình biết được là số mol x của chúng ta vừa nãy tìm được là bằng bao nhiêu nhỉ? X đâu rồi? X vừa nãy mình tìm được bằng 0,04. 0,04 mà nó ăn 2 được brom thì là 0,04 nhân 2 thì bằng 0,08. Được chưa? Vậy hoàn toàn tới đây mình tìm được giá trị của a nhá. Đến đây mình tìm được giá trị của a của mình, được chưa? Giá trị a của mình nó sẽ bằng là 0,08. Đáp án đúng là đáp án B. Ok. Giá trị a của chúng ta là nhá, được chưa? Giá trị a của chúng ta, được chưa? Là bằng 0,08. Xong câu 28 nhá. Xong câu 28. Ok. Tiếp tục nhá. Mình sang câu 21. Thế là mình vừa giải được câu 28 rồi. Thế là mình còn là câu 22 với lại câu 22 giải được rồi. Câu 23 cũng làm được thôi nếu mà có sơ đồ, đúng không? Câu 24 cũng giải được.
mình giải câu 21 nữa nhá. Thế là trong cái skill của mình là mình làm được 8 điểm. Nào, sang tiếp. Câu số 21. Với câu số 21 này là một câu mà chúng ta sẽ có những cách giải khá là kinh khủng ở trong câu này. Được chưa? Thì các em cùng chú ý nhé. Ở đây thì bởi vì thời lượng chúng ta đã khá là dài rồi, thì bây giờ là chúng mình đã dạy chúng ta cách giải nhanh cho câu 21 này thôi. Câu 21 chúng ta có một cách giải cực kỳ nhanh. Được chưa? Để chúng ta xem nhé. Cho m gam hỗn hợp gồm này. M gam lấy cái tờ khác giải cho nó xịn. Cả lớp chú ý nhé, cái câu 21 này có một cách giải cực kỳ nhanh luôn. Nung m gam hỗn hợp gồm KHCO3. Nung m gam hỗn hợp gồm. Các em thử comment đáp án xem ở nhà các em làm được đáp án gì rồi. Được chưa? Nào, nung m gam này. Nung m gam này hỗn hợp gồm này KHCO3 và CaCO3. Được chưa? Ở nhiệt độ cao đến khối lượng không đổi. Nung này ở nhiệt độ cao đến khối lượng không đổi, thu được chất rắn Y. Thu được chất rắn Y. Lưu ý nhé, đến khối lượng không đổi, vậy chất rắn Y chúng ta sẽ gồm là gì? K2CO3 và CaO. Cho Y vào nước dư. Vào nước dư thì thu được 0,2 m gam chất rắn Z và dung dịch E. Vậy là chất rắn Z là 0,2 m gam rắn nhá. Và dung dịch E. Dung dịch E. Đấy, được chưa? Nhỏ từ từ HCl vào E. Khi khí thì khả năng cao là E chúng ta sẽ có là CO3 hay trừ, đúng không? Đến khi khí thoát ra cần V1HCl, khi khí thoát ra vừa hết thì cần dùng V2. Giá trị V1, V2 tương ứng là. Thế thì để làm được cái câu này, được chưa? Thế thì ở để làm được cái câu này thì chúng ta sẽ chọn đi. Chọn M chúng ta bằng 100g cho nó dễ. Tại sao chúng ta lại nên chọn M bằng 100g? Tại vì mình nhìn này, phân tử khối của KHCO3 cũng bằng 100 và phân tử khối của CaCO3 cũng bằng 100. Thế thì đặt thằng này là 100g. Ok chưa? Thế thì chỗ này là 0,2 m gam kết tủa thì nó sẽ chính bằng là khối lượng là bằng 0,2 mà nhân với 100 thì bằng 20g. Ok, vậy kết tủa ở đây là 20g nhá. Được chưa? Thế thì ở đây mình có này, vào nước dư thì CaO vào nước thì thu được CaOH2 lần. CaOH2 lần sẽ phản ứng với lại K2CO3 để tạo thành kết tủa, ở đây là kết tủa CaCO3. Được chưa? Vậy Z ở đây là CaCO3 và số mol của CaCO3 thì bằng 0,2 mol. Được chưa? Và dung dịch E, dung dịch E này chúng ta thì chắc chắn là nó còn lại thằng gì? Đây, mình ghi dung dịch E đây. Dung dịch E của chúng ta thì chắc chắn nó còn lại CO3 2 trừ. Được chưa? Và dung dịch E của chúng ta mà còn lại CO3 2 trừ. Được chưa? Đấy nhá. Thế thì mình có này. Mình có số mol của thằng này là bằng 0,2 nhá. Thì ta có này, mình nhìn biện luận nhá. Mình có này, khối lượng của Z thì có phải chính bằng khối lượng của CaCO3 ban đầu không? Được chưa? Bảo toàn đúng không? Vậy mình suy ra được là khối lượng của CaCO3 ban đầu của chúng ta nó sẽ là bằng bao nhiêu nhỉ? Bằng 20g đúng không? Anh này bằng 20 thì suy ra anh này bằng 80. Mình lên 100 trừ đi 20 thì bằng 80 mà. Được chưa? Vậy hoàn toàn mình tìm được số mol của KHCO3 luôn nhá. Mình tìm được số mol KHCO3 bằng 80 trừ 100 thì bằng 0,8. Ok, được chưa? Số mol của KHCO3 ban đầu thì bằng 0,8 nhá. Thế thì đề bài nó hỏi chúng ta này. Đề bài nó hỏi chúng ta, thế thì ở đây chúng ta đã tìm được. Vậy là ở đây hoàn toàn mình tìm được cái hỗn hợp này của mình, hỗn hợp ban đầu này là KHCO3 với phương pháp bịa số liệu thì này là 0,8 mol và CaCO3 thì bằng là 0,2 mol. Ok? Được chưa? Ok nhá. Vậy hoàn toàn mình có này, số mol tiếp tục này, đề bài hỏi này. Đề bài hỏi V1 khi khí bắt đầu thoát ra thì cần dùng V1 lít khí. Thế bây giờ mình đi viết phương trình đã. Thì mình có này, khí số mol ở đây mình có này, KHCO3 này, nhiệt phân, thì viết phương trình xuống này cho các cháu nhìn cho kỹ này. KHCO3 này, nhiệt phân tạo thành K2CO3 cộng với lại CO2 cộng với lại H2O. Được chưa? Thì anh này là 2 nhá. Thì mình suy ra được là số mol CO2 thoát ra của anh này nó sẽ bằng là 0,8 x 1 chia 2 thì bằng 0,4. Được chưa? 0,4. Ok, số mol CO2 ở đây bằng 0,4 nhá. Tiếp tục này, CaCO3 này thì tạo thành là CaO cộng với lại CO2, đúng không? Thì anh này là 0,2 thì thằng này bằng 0,2. Vậy hoàn toàn mình tìm được số mol CO2 thoát ra là bằng 0,4 cộng 0,2 thì nó bằng là 0,6. Ok? 0,6. Được chưa? Vậy hoàn toàn tới đây chúng ta đi bảo toàn nguyên tử nguyên tố carbon nhá. Bảo toàn nguyên tử nguyên tố carbon. Mình có bảo toàn nguyên tử nguyên tố carbon. Bảo toàn nguyên tố carbon thì mình sẽ có một điều sau này, thì có phải là carbon ban đầu thì nằm trong KHCO3 và CaCO3 không? Đúng chưa? Carbon sau thì khi mà nung nóng thì nó biến thành CO2 bay đi, đúng chưa? Còn lại nằm trong K2CO3 và CaCO3, xong nó chui vào trong thằng Z này thì có kết tủa xuống rồi là CaCO3, vậy thì thằng E vẫn còn carbon,
Được chưa? Vậy bảo toán nguyên tử nguyên tố carbon mình sẽ tìm được số mol carbon trong E. Được chưa? Thì mình sẽ có này, số mol carbon ban đầu này. Số mol carbon ban đầu là 0,8 nhân 1 cộng 0,2 nhân 1. 0,8 nhân 1 cộng với lại 0,2 nhân 1 thì bằng này. Carbon thoát ra do khí là 0,4 cộng 0,2 là 0,6. Nhá. Cộng với lại này, carbon nằm ở bên trong đằng kết tủa này là 0,2 mol CaCO3, 0,2 cộng với lại số mol mà CO3 2 trừ nằm trong dung dịch E. Được chưa? Vậy hoàn toàn tới đây chúng ta tìm được số mol của CO3 2 trừ nằm trong dung dịch E. Suy ra số mol của CO3 2 trừ trong dung dịch E. Được chưa? Được chưa? Bằng bao nhiêu nhỉ? À, 0,1 trừ đi 0,8. 0,1 trừ đi 0,8 thì bằng bao nhiêu? Bằng 0,2 nhá. 0,1 trừ 0,8 thì bằng 0,2. Ok chưa? Vậy là mình tìm được số mol của CO3 trừ trong E nhá, là bằng 0,1 trừ 0,8 bằng 0,2. Thế là xong rồi đấy. Vậy là mình tìm được số mol CO3 2 trừ trong E là bằng 0,2 nhá. Được chưa? Mặt khác rất nhiều cháu bị quên, rất nhiều cháu bị quên là trong cái dung dịch E này này, trong cái dung dịch E này của chúng ta không phải chỉ có mỗi CO3 2 trừ đâu ạ. CO3 2 trừ đâu ạ. Là 0,2 đâu ạ. Rất nhiều đứa quên. Bởi vì nhá, trong này là có CaO này, bảo toàn canxi thì anh này là 0,2. 0,2 mol CaO mà vào nước, đúng chưa? Thì nó sẽ tạo thành CaH hai lần đúng không? Thì nó sẽ tạo thành CaH hai lần đúng không? Vậy mình sẽ tìm được là CaH hai lần này thì sẽ có là trong dung dịch E chúng ta sẽ có thằng CaOH hai lần nữa. Đúng không? Hay là OH trừ đấy. OH trừ. Số mol OH trừ thì sẽ bằng này, 0,2 nhân 2, bởi vì là CaOH hai lần à, CaO biến thành CaOH hai lần mà. Thì nó là 0,2 nhân 2 thì bằng 0,4. Ok. Vậy ở bên trong dung dịch E của chúng ta thì có cả OH trừ là 0,4. Nhá. Ok chưa? Được chưa? Thế thì hoàn toàn này, ở đây mình có này. Nhỏ từ từ H cộng vào E khi khí bắt đầu thoát ra thì cần dùng V1 lít HCl. Đây này, bắt đầu thoát ra thì cần dùng V1 lít HCl. Thế thì vậy để mà bắt đầu thoát ra ấy thì là H cộng này nó ăn OH trừ. Được chưa? Được chưa? Nó vừa ăn hết thôi ạ. Nó vừa ăn hết thôi. Bởi vì nó chưa chạm đến thằng CO3 2 trừ, đúng không? Không phải đâu ạ. Ở đây lưu ý nhá, cẩn thận này. Đến khi nhá, đến khi khi khí bắt đầu ạ, khi khí bắt đầu thì phản ứng đầu tiên là OH trừ cộng với H cộng, chúng ta đang giải cái bắt đầu nhá, là hết 0,4 này, tiếp tục này CO3 2 trừ cộng với H cộng, đây là nhỏ từ từ H cộng vào, nhỏ từ từ H cộng vào, cái dạng bài tập đấy rất hay, thì để nó sẽ tạo thành là HCO3 trừ. Được chưa? HCO3 trừ vậy thì đúng tỷ lệ 1:1 thì là 0,2, và cái phản ứng này xảy ra thì chỗ này nó vẫn chưa sinh ra khí CO2 cơ mà, chỗ này nó vẫn chưa sinh ra khí CO3 cơ mà. Được chưa? Vậy thì hoàn toàn ở đây chúng ta tìm ra được nhá. Hoàn toàn ở đây chúng ta tìm ra được số mol H cộng, số mol H cộng bằng 0,2 cộng 0,4 thì bằng 0,6. Ok. 0,2 cộng 0,4 bằng 0,6. Ok nhá. Thế thì vậy là khi mà sinh ra được nhá, nhìn nhá. Khi mà V1 lít khí HCl này, tỷ lệ V1 chia V2 tương ứng này, V1 lít khí HCl, vậy ở đây chúng ta tìm được là V1 thì sẽ bằng là 0,6 này. 0,6 chia cho 1, vậy V1 bằng 0,6. Ok. V1 bằng 0,6. Được chưa? Chia cho này, V2 này. V2 của chúng ta thì bằng bao nhiêu? V2 của chúng ta thì bằng bao nhiêu? Ở đây là vừa hết thì thể tích dung dịch HCl đã dùng. Thế thì khí thoát ra vừa hết thì để khí thoát ra vừa hết thì chỗ này lần này là 0,2 nhá. 0,2 này. Vậy suy ra HCO3 trừ này bằng là 0,2. Ok chưa? Vậy tiếp tục HCO3 trừ và cộng với H cộng. Đúng chưa? Để sinh ra được CO2 cộng với lại H2O thì anh này nó phải là 0,2 nữa. Được chưa? Vậy là 0,2 nữa. Vậy thì hoàn toàn tới đây chúng ta tìm được là cái thằng số mol H cộng để mà sinh ra, để mà cho nó phản ứng hết với lại thằng CO3 2 trừ và không sinh ra khí nữa. Đến lúc mà nó sinh ra hết khí rồi, hết khí rồi. Đúng chưa? Thì cái thằng này nó sẽ là 0,4 cộng 0,2 bằng 0,6 này, 0,6 cộng 0,2 bằng 0,8. Ok chưa? 0,8 nhá. Hoàn toàn ra được anh này bằng 0,8. Được chưa? Ra được 0,8 rồi thì chúng ta sẽ tìm ra được là V2 nhá. V2. Chỗ này sorry, chỗ này chúng ta vừa tìm được anh này là V1 thì là bằng 0,6 chia cho 1 thì chỗ này là bằng 0,6. Được chưa? V2 là 0,8. 0,8 mà chia cho 1 thì nó bằng là 0,8. Vậy suy ra mình được là 0,6 mà chia cho 0,8 nhá. Vậy mình có này, V1 chia V2. V1 chia V2 bằng 0,6 chia 0,8 thì bằng 0,6 chia 0,8. 0,75. 0,75 thì nó chính là bằng 3/4. 3/4, vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án B, bỏ.
Ok. Vậy là ở đây chúng mình đã giải cho chúng ta đến mức được 7,5 điểm. Trong đó thì với câu 23 chúng ta chưa có đề thì hoàn toàn chúng ta làm đến mức 7,75 nhá. Với câu 24 thì bởi vì là năm nay là bộ nó bỏ rồi, năm 2020 thì bộ bỏ không thi cái dạng mà oát trừ vào nhu ba cộng nên cũng không giải. Còn thực ra thì nếu mà chúng ta mà giải nhá thì chúng ta hoàn toàn đạt được thêm điểm nữa là được 8 điểm, được chưa? Thế thì hoàn toàn ở đây thì chúng ta đã giải được đến mức 8 điểm, được chưa? Còn lại những cái câu này, những câu dài dài này thường chúng mình khuyên là những cái bạn nào mà không luyện đỉnh cao thì thôi bỏ. Còn những nào nào mà muốn xem giải thì có thể vào trong cái khóa mà luyện đề của chúng mình, được chưa? Ok, bye bye, hẹn gặp lại các cháu vào tối ngày mai, tối ngày kia, tối ngày kia và tối tất cả các tuần nhé. Bye bye, chào tạm biệt, hẹn gặp lại các cháu. Bye bye.